chương 21 Con cháu đại gia tộc Phong Thái Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 21 Con cháu đại gia tộc Phong Thái nắm bắt trên tay cái kia gói nhỏ nhẹ nhàng, chu động trong lòng chính là một trận khó chịu, cũng thế, bất kể là ai, như vậy vô duyên vô cớ bị người cho tính kế, cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Nhưng mà chu động cũng chính là có chút khó chịu, đúng là không có chút nào lo lắng, cái này một đám người áo đen thực lực là không yếu, hầu như không có người nào tu vi là ở tôi thể tầng 7 trở xuống, trong đó có một người, càng là tôi thể tầng 8 võ giả, hơn 10 người liên hợp lại cùng nhau, coi như là chống lại một ít cái tôi thể tầng 9 võ giả, cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng mà nghĩ muốn đối phó hắn chu động, lại là có chút lực có không bằng, có lẽ cái này. Hơn 10 người đều nếu đổi lại là tôi thể tầng 9 cao thủ mới có như vậy một cơ hội. Ta căn bản là không quen biết hai người kia, hắn cũng không có cầm cái kia xích huyền kim nhân xâm giao cho ta, các ngươi nếu như không tin, có thể cẩn thận kiểm tra một chút. Yên ổn quét cái kia một đám người áo đen nhìn một chút, chu động tiện tay trở mình mở gói nhỏ trong tay, lấy đó trong sạch của mình, tuy rằng không đem cái này hơn 10 cái người áo đen cho để ở trong lòng, thế nhưng hắn cũng không phải là cái gì đó đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại người hiền lành, bị người cho tính toán một trận, còn vô cùng cao hứng thay bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác, giải quyết phiền phức. Thế nhưng mà để chu động cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt bọn này người áo đen giống như căn bản cũng không có nghe được giải thích của hắn giống như vậy, trước sau như một vây quanh chu động, không có chút nào như vậy thối lui ý tứ. Tiểu tử, vốn là trưởng lão lại không phải người ngu, như thế nào trong hội rồi tiểu tặc kia gian kế. Ngay tại chu động nghi hoặc thời khắc, một vị xem ra 50 ra mặt, dáng người hơi có vẻ được thấp bé lão già vượt ra khỏi mọi người, nói. Đã như vậy, các ngươi vì sao còn vây quanh ta, chẳng lẽ không sợ bọn họ mang theo xích huyền kim nhân xâm cứ vậy rời đi ư? Cái kia áo bào đen lão già không mở miệng khá tốt, vừa nói như vậy, chu động nghi ngờ trên mặt càng lớn, lão gia hỏa này có phải hay không già nên hồ đồ rồi, biết rõ đây là người nọ gian kế, không nghĩ tới dẫn người đuổi theo hai người kia, ngược lại cầm chính hắn một người không liên quan cho vây lại, đây là người bình thường nên làm sự tình ư. Tiểu tử, việc này ngươi cũng đừng có lo lắng, cái kia hai cái tiểu tặc chạy không được. Áo bào đen lão già tự tin nở nụ cười, một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn bộ dáng. Nếu việc này không liên quan gì tới ta, ta đây liền đi trước một bước rồi. Hướng về ông lão mặc áo đen chắp tay, chu động chuẩn bị đi thẳng một mạch, vô duyên vô cớ bị vậy đối với nam nữ trẻ tuổi cho xếp đặt một đạo, chu động không cùng những người áo đen kia một đạo ra tay đối phó bọn hắn cái kia cũng không tệ rồi muốn hắn giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh chu động mới không có nhàm chán như vậy đây lấy ơn báo oán cũng không phải là hắn chu mổ người tính cách muốn đi áo bào đen lão già hai mắt hơi hiếp lại rất nhanh sẽ có hai vị người áo đen ngăn cản chu động đường đi các ngươi đây là ý gì chu động sắc mặt lạnh lẽo hắn chỉ là không muốn nhúng tay bọn họ chuyện giữa có thế không biểu hiện sợ những người áo đen này tiểu tử muốn trách thì trách ngươi vận khí quá kém biết rồi không phải biết đấy áo bào đen lão già lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến theo tiếng vừa nhìn chỉ thấy mới vừa vừa rời đi không đến bao lâu thanh niên nam nữ lại vẻ mặt chật vật chạy về mà ở hai người bọn họ phía sau cách đó không xa còn có một đám người chính đang không được đuổi theo hắn mọi người những người này cũng là toàn thân áo đen rất hiển nhiên cùng áo bào đen lão và đám người là một đám hiện tại cái này hai tiểu tặc cũng đã đến vốn là trưởng lão cái này đưa các ngươi cùng nhau lên đường cũng tốt cho các ngươi trên đường xuống hoàn toàn có bè bạn các ngươi không khỏi cũng thật là bá đạo a à, gần kề chỉ là như vậy các ngươi liền muốn tánh mạng của ta chu động tự nhận không phải người tốt lành gì trong lòng cũng rõ ràng từ khi bước lên con đường võ đạo chính mình cả đời nhất định sẽ dính đầy máu tươi Thế nhưng cái này áo bào đen lão già tàn nhẫn hay vẫn là vượt quá hắn chỗ liệu, gần kề bởi vì chút chuyện như vậy, liền muốn giết người diệt khẩu. Đây cũng không phải là xem mạng người như cỏ rác, mà là trần trụi coi thường nhân mạng rồi. Bá đạo Tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, giang hồ hiểm ác, giết người diệt khẩu đó là ở hết sức bình thường đấy. Trang đầy trào phúng nhìn chu động nhìn một chút, sau đó, ánh mắt quét về phía lần nữa bị đuổi trở về cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi nói, ngoan ngoãn giao ra xích huyền kim nhân sâm, vốn là trưởng lão còn có thể cho các ngươi lưu một cổ toàn thay, nếu không, sẽ làm cho bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta là đại thạch thành trần gia con cháu, các ngươi nếu là dám thương hại chúng ta, chúng ta trần gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đấy. Trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên, thanh niên nam tử có chút ngoài mạnh trong yếu nói, đại thạch thành trần gia, đây chính là đại thạch thành một trong bốn dòng họ lớn nhất, trong đó cao thủ nhiều như mây, tôi thể tầng chính cao thủ đỉnh cao liền có vài vị nhiều, tại đây đại thạch thành trong vòng ngàn dặm địa phương, không có mấy người gia tộc dám không bán bọn họ trần gia vài phần chút tình mọn. Ta là trần gia tam tiểu thư trần khả hân, đây là ta nhị ca trần gia huy, thức thời mà nói, liền đem chúng ta đem thả rồi, bằng không, cha ta bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đấy cô gái kia vì biểu hiện hai người mình ở trận gia địa vị trọng yếu trực tiếp làm rõ rồi chính mình thân phận của hai người ha 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 trần gia huy cùng trần khả hân hai người nói chưa dứt lời làm rõ thân phận của mình cái kia áo bào đen lão già giống như đã nghe được cái gì tốt cười chuyện cười giống như vậy cười lên ha hả mới vừa rồi còn đang nói tiểu tử kia ngây thơ thật không ngờ các ngươi hai người này so với hắn còn muốn ngây thơ đều đã đến loại tình trạng này Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể buông thà các ngươi ư? Hơn nữa chỉ là một cái trần gia, vương gia chúng ta còn không để vào mắt ngươi. Các ngươi là người của vương gia. Nghe vậy, trần gia huy lập tức chính là toàn thân chấn động. Vương gia đây chính là đại thạch thành đệ nhất thế gia, thực lực còn ở tại bọn hắn trần gia phía trên. Bỗng nhiên, một đạo linh quang ở tại trong ốc hiện qua. Các ngươi là vương gia ám vệ. Theo hắn biết, vương gia nắm trong tay một nhánh đặc thù lực lượng cái này chi lực lượng đối với vương gia gia chủ phụ trách, nhân số cụ thể không rõ, nhưng mà tục truyền mỗi một mọi người là hoán huyết cảnh võ giả, toàn thân áo đen, chủ yếu là là vương gia xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tên là ám vệ. Mà người trước mắt, cả đám đều mặc áo bào đen, mỗi một người tu vi đều ở tôi thể tầng 7 trở lên, cùng cái kia trong truyền thuyết vương gia ám vệ là như vậy giống nhau. Ha ha, không nghĩ tới Trần Nhị Thiếu Gia đúng là kiến thức bất phàm, lại có thể nhận ra chúng ta ám vệ đến. Đoán được là một chuyện, thế nhưng đem làm chân chính xác nhận lại là một chuyện, nên phải đến đối phương khẳng định trả lời sau đó. Trần Gia Huy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té xỉu đi qua, người có tên, cây có vỏ, ở đại thạch thành bên trong, vương gia ám vệ thế nhưng mà tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, để vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật, đặc biệt là một câu ám vệ chỗ qua, không có một ngọn cỏ càng là thể hiện tất cả ám vệ đáng sợ trần nhì thiếu nếu biết chúng ta là vương gia ám vệ tự nhiên rõ ràng chúng ta ám vệ xử sự, sự phong cách hiện tại ngoan ngoãn giao ra xích huyền kim nhân sâm chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu lại một bộ toàn thây bằng không cái kia áo bào đen lão già lạnh lẽo nở nụ cười lại là không tiếp tục nói nữa không qua đi mặt ý tứ đã là không cần nói cũng biết được rồi áo bào đen lão già lạnh lẽo tiếng nói cuối cùng là để trần gia huy từ vô tận sợ hãi bên trong đánh thức toàn thân khẽ rung lên cưỡng chế trong lòng sợ hãi cắn răng nói xích xích huyền kim nhân sâm ta có thể giao cho các ngươi thế nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của chúng ta xích huyền kim nhân sâm trân quý không giả thậm chí đủ để cho bọn họ trần gia xuất hiện một vị bước lên đường lên trời tuyệt thế cao thủ để bọn họ trần gia cố gắng tiến lên một bước nhảy lên trở thành đại thạch thành đệ nhất thế gia, thế nhưng so lên cái mạng nhỏ của mình đến, Trần Gia Huy không thể nghi ngờ lựa chọn người sau. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, Trần Gia Huy hắn thật sự không muốn cứ như vậy chết đi, hắn còn trẻ, mới chỉ có 17 tuổi, còn có tốt tương lai, theo hắn tôi thể tầng 7 trung kỳ tu vi, thế nhưng mà có rất lớn tỷ lệ bái vào Thiên Tinh Tông, trở thành Thiên Tinh Tông đệ tử, đến lúc đó theo thiên phú của hắn bước lên đường lên trời cũng không phải là cái gì đó chuyện không có thể, cứ như vậy chết ở nơi này, gọi hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Cam đoan an toàn của các ngươi. Trần Nhị Thiếu, ngươi chớ không phải là còn chưa có tỉnh ngủ, ngươi chừng nào thì gặp qua chúng ta ám vệ thủ hạ có người sống đấy. Trần Gia Huy dép lê, đổi lấy lại là áo bào đen lão già khinh thường cười lạnh, nếu Trần Nhị Thiếu không muốn ngoan ngoãn giao ra xích huyền kim nhân sâm, như vậy chúng ta đành phải chính mình tới lấy rồi, lên theo cái kia áo bào đen lão già ra lệnh một tiếng chung quanh một đám người áo đen lập tức ùa lên từng bước một hướng chu động ba người gần có lẽ là vì để cho chu động ba người ở trong tuyệt vọng chết đi một đám người áo đen đi vô cùng chậm rất chậm hầu như là mỗi qua một hai giây thời gian mới có thể tiến lên một bước không ta còn trẻ ta còn có tốt tương lai ta không muốn chết thật sự không muốn chết a à người áo đen mỗi một bước giống như là đạp ở trận gia huynh mùi trong lòng giống như vậy dẫm cho bọn họ không thở nổi có lòng muốn muốn phản kháng không biết làm sao đôi bên thực lực chênh lệch thật sự là quá quá to lớn một chút hơn nữa trước đó một phen chém dứt xuống hai huynh mùi bất kể là thể lực hay vẫn là nguyên lực đều một số gần như khô kiệt giờ phút này tùy tiện một vị tôi thể tầng bảy võ giả cũng có thể thu thập hai người bọn họ huynh mùi huống chi là một đám tối thiểu đều là tôi thể tầng bảy tu vi ám vệ rồi trần khả hân dù sao cũng là cô gái năng lực chịu đựng không bằng trần gia huy trước tiên tan vỡ hai chân mềm nhũng liền té quỵ trên đất đau khổ cầu khẩn đứng lên van cầu các ngươi buông tha chúng ta buông tha chúng ta a à. giờ phút này cái gì đó tôn nghiêm cái gì đó kiêu ngạo cũng sớm đã bị hắn cho hung hăng ném ra sau đầu rồi vốn đau khổ chèo chống trần gia huy ở mùi mùi trần khả hân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó cũng không tiếp tục kiên trì được cái kia áp lực nặng nề quỳ xuống các ngươi muốn xích huyền kim nhân sâm ta có thể cho các ngươi ta có thể cho các ngươi tiền rất là nhiều tiền vạn lượng hoàng kim không mười vạn lượng chỉ cần thả chúng ta rời khỏi cái này mười vạn lượng chính là các ngươi được rồi ta chỗ này còn có tám vạn lượng vàng chỉ muốn các ngươi thả chúng ta rời khỏi những số tiền này chính là các ngươi được rồi. Bị Trần Gia Huy một nhắc nhở như vậy, Trần Khả Hân cũng gấp vội từ trong lòng ngực móc ra một bó to kim phiếu đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 22 Giả heo ăn thịt hổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 22 Giả heo ăn thịt hổ Quả nhiên không hổ là đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, vừa ra tay chính là 18 vạn lượng hoàng kim, quả nhiên là ra tay bất phàm A. Cách đó không xa chu động, nhìn xem cầm lượng lớn kim phiếu đau khổ cầu khẩn trần gia huynh mùi, trong lòng không khỏi chính là cảm khái không thôi, thổ hào chính là thổ hào, tùy tùy tiện tiện liền suy đoán 10 vạn, 8 vạn lượng vàng, phải biết rằng bọn họ chu gia một năm tổng thể thu nhập đều không có 10 vạn lượng hoàng kim, khó trách bọn hắn từng cái từng cái tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế hạ phẩm thối thể đang cũng là 10 lượng hoàng kim một viên, cao cấp hơn trung phẩm. Thối thể đang cũng không quá đáng cần thiết trăm lượng hoàng kim, mỗi ngày dập đầu lấy đang dược tiến hành tu luyện, tu vi nghĩ không nhanh chóng tăng lên đều là cái vấn đề. Ha 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 ha. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn trần gia huynh mùi, áo bào đen lão già lộ ra rất là vui vẻ, cái gì đó thiên tử con cưng, thiên tài tuấn kiệt, các ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nằm rạp ở chân của lão tử xuống, giao động thủ cầu xin thương xót phần, ha ha. Bỗng nhiên, cái kia tiếng cười càng rỡ vì đó mà ngừng lại, lại là hắn thấy được còn trước sau như một đứng vững chu động. Theo cái kia áo bào đen lão già ánh mắt, Trần Gia Huynh muội cũng phát hiện dáng sừng sững mà đứng chu động, không biết sao, không gì so sánh nổi lửa giận dâng lên trong lòng của bọn hắn, nhìn về phía chu động trong đôi mắt, lóe ra từng tia từng tia oán độc ánh sáng, cái này tính là gì, bọn họ đường đường Trần Gia ngàn kim thiếu gia, hoáng huyết cảnh cao thủ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Mà hắn như vậy một cái nho nhỏ tầng sáu võ giả rõ ràng không hề bị lay động, dáng sừng. Sững mà đứng, song phương một đôi so, đây không phải trần trụi nói hai người bọn họ huynh mùi không có năng lực, rất sợ chết đi. Điều này cũng có thể liền là nhân loại thiên tính A, à, càng là nhu nhược sợ chết hạng người, lại càng là lòng dạ chật hẹp, không thể gặp người khác biểu hiện ưu dị nếu như chung quanh không là có thêm một đám người áo đen chính nhìn chầm chầm lời nói, không thể nói trước lúc này thì bọn hắn, trải qua nhảy lên một cái, cho chu động cái này, không biết sống chết, gia hỏa một điểm màu sắc nhìn một chút. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không sợ chết? Cả đời này, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng là chân chính có thể làm được không sợ sinh tử người, lại là trải rác không có mấy. Chết! Ta đương nhiên sợ, nhưng mà chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không cần cái mạng nhỏ của ta chu đồng liền tính ra hàng trăm xích nhãn tật phong lan đều có thể đánh chết chỉ là hơn hai mươi vị tôi thể tầng bảy võ giả làm sao có thể đủ bị hắn để vào mắt thế nhưng mà đôi khi lời nói thật thường thường rất khó khiến người ta tin tưởng tốt 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 vốn là trưởng lão ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu tử này có bản lĩnh gì dám nói ẩu nói tả áo bào đen lão già giận quá thành cười nói gặp qua hung hăng chưa từng thấy kiêu ngạo như vậy hắn cho là hắn là ai, tôi thể tầng chín cao thủ ư, hơn nữa coi như là tôi thể tầng chín cao thủ, cũng vạn vạn không dám như thế khinh thị bọn họ, dù sao đây là hơn 20 vị tôi thể tầng 7 võ giả, không phải cái kia tiện tay có thể diệt tôi thể tầng nhất tiểu lâu la. Cho vốn là trưởng lão lên, thật tốt chiêu đãi cái này tiểu tử không biết trời cao đất trọng. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt bắt chuyện cái này không biết sống chết tiểu tử. Áo bào đen lão già giận không kềm được, một đám ám vệ cảm giác không phải là trong cơn giận dữ, bọn họ đều là hoán huyết cảnh cao thủ, trước mắt như vậy một cái tầng sáu tiểu tử, trong bọn họ tùy tiện một người, liền có thể tiện tay trấn áp, hiện tại như vậy một cái tiện tay có thể diệt tiểu tử, rõ ràng ở trước mặt bọn họ nói ẩu nói tả, cái này hoàn toàn chính là ở trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Vừa mới nói xong, một đám ám vệ dồn dập xoa tay, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng chu động vây dết mà đi như như vậy hung hăng tiểu tử, trực tiếp một đao chém giết hắn, thật sự là quá mức tiện nghi hắn, cần phải để cho nến tận thế gian cực hình, mới có thể theo cảm ơn trong lòng của bọn hắn mối hận. hư, gọi tiểu tử ngươi hung hăng, hiện tại xong chưa, gặp báo ứng đi a à nha. nhìn xem sắp chết thảm ở một đám ám vệ thủ hạ chu động, trần gia huynh muội hai người xấu xí nhân tính lần nữa bộc phát, chẳng những không có chút nào lo lắng, vẻ khẩn trương ngược lại trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác thái độ. Bọn họ cũng không muốn nghĩ, một khi chu động đã chết, các loại đợi bọn hắn lại nên là bực nào kết cục, những này giết người như ngoé ám vệ sẽ được buông tha bọn họ. Hay vẫn là cho rằng cái kia 10 vạn, 8 vạn hai mua mạng tiền là có thể mua xuống cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trần Gia Huynh muội trong mắt cái kia không che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác màu sắc, không có giấu giếm được chu động tai mắt, trong nháy mắt, Chu động lông mày chính là nhíu một cái, đối với hai huynh muội này giác quan lập tức lại giảm xuống mấy cấp bậc, cái này là con cháu đại gia tộc ư, lớn lên đúng là dạng cho hình người, nhưng đáng tiếc lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa hạng người. Tuy rằng trần gia huynh muội toàn thân, vết máu loan lỗ, xem ra rất chật vật, thế nhưng hay vẫn là không che lấp được bọn họ đẹp trai mỹ lệ, chỉ thấy cái kia trần gia huy mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, sống mũi cao, trên người huyết y nếu như thay đổi một cái sạch sẽ cẩm y, tuyệt đối là vô số hoài xuân thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Mà cái kia trần khả hân sinh tinh xảo gọt mảnh, mặt ngưng ngỗng mở, môi như hoa anh đào, lông mày như mực họa, sâu như thu thủy, nói không nên lời ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, toàn thân lộ ra một luồng quyến rũ khí thế, làm cho nam nhân nhịn không được vì đó tim đập thình thịch, ở đằng kia đại thạch thành bên trong, tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nam cạnh tranh lẫn nhau truy đuổi đối tượng. Trước không để ý tới hai huynh muội này, các loại xử lý rồi bọn này người áo đen, ở đến xử trí bọn họ không muộn. Ở Chu Đồng tự định giá thời khắc, phía trước nhất người áo đen khoảng cách Chu Đồng trải qua chưa đủ 3 mét xa, tiểu tử hung hăng là muốn trả giá thật lớn đấy. Người áo đen kia hướng về phía Chu Đồng giữ tận nở nụ cười, cũng không sử dụng vũ khí, trực tiếp vung cái kia nồi đất lớn nắm đấm, liền hướng Chu Đồng trên người bắt chuyện mà đi. Muốn chết Chu động trong mắt hàng quan lóe lên, cũng không thấy chu động có động tác gì, một cái đơn giản đấm thẳng liền nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy chu động cư nhiên như thế vô lễ, người áo đen nụ cười trên mặt càng lớn, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng trước mắt cái này hung hăng tiểu tử tại chính mình thiết quyền xuống, thống khổ kêu trên tươi đẹp cảnh tượng, nhưng đáng tiếc nụ cười trên mặt hắn rất nhanh sẽ cứng lại rồi, mà chuyển biến thành tràn đầy vẻ không thể tin, chuyện này. Điều đó không có khả năng, hắn mặc dù không có tập luyện qua cái gì đó cao thâm quyền pháp võ kỹ, thế nhưng toàn lực một quyền, cũng có được gần 13 mã lực, há lại chỉ là một cái tầng 6 võ giả có thể đơn giản tiếp được, thế nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này, không chỉ có tiếp nhận chính mình toàn lực một quyền, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, giống như căn bản cũng không có dùng tới nhiều ít khí lực giống như địa. Không đợi người áo đen kia phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt chính là một nguồn sức mạnh theo trên nắm đấm truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn a à. một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo người áo đen kia trong miệng vang lên cả người lập tức như là bị một cái vạn tấn cự thú cho đụng phải giống như vậy bay ngược mà đi rầm 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 liên tiếp đánh bay mấy người cuối cùng nện ở một cây cổ thụ che trời lên người áo đen này mới ngưng được bay ngược xu thế phanh sau khi rơi xuống giấc oa wow, một tiếng chính là một ngụm máu tươi phun ra, run rẩy một chút, liền không rõ sống chết ngã trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, lại là cầm áo bào đen lão già đám người cho lại càng hoảng sợ, để bước chân của bọn họ vì đó mà ngừng lại, vốn tưởng rằng một cái tiện tay là có thể bóp chết con sâu cái kiến, không nghĩ tới lại là một cái tay sai sắc bén ác lan. Hảo tiểu tử, đúng là vốn là trưởng lão nhìn sai rồi, thật không ngờ ngươi hay vẫn là trời sinh thần lực người trách không được có lá gan kia dám theo chúng ta kêu gào. Hoang cổ đại lục lên, có một ít người, vừa ra đời liền lực lượng hơn người, dù là không có trải qua tu luyện, liền nắm giữ lực phụ ngàn cân, rất nhiều tôi thể một tầng hai võ giả, đều chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn hắn, những người này một khi bắt đầu tu luyện, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến, mà ở áo bào đen lão già xem ra, chu động chính là người như vậy. Nhưng mà liền tính toán tiểu tử ngươi trời sinh thần lực, có thể vượt cấp khiêu chiến, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, lên, kết quả tiểu tử này. Trời sinh thần lực người tuy nói có vượt cấp khiêu chiến khả năng, thế nhưng hắn dù sao chỉ là một vị tầng 6 võ giả, có thể chiến thắng một hai vị tôi thể tầng 7 cao thủ liền là cực hạn rồi, mà bọn họ thế nhưng mà khoảng chừng lấy hơn 20 vị tôi thể tầng 7 cao thủ, mà bản thân của hắn càng là tôi thể tầng 8 cao thủ. Bá bá bá. Trường đao dồn dập ra khỏi võ, tuy rằng vẫn như cũ không thế nào cầm chu động để vào mắt, thế nhưng một đám người áo đen nhưng cũng không dám lại như lúc trước như vậy khinh thị chu động, bọn họ cũng không muốn bước trên mặt đất đồng bạn theo gót. Theo ta động đao. Hôm nay liền cho các ngươi xem nhìn cái gì mới gọi là đao pháp. Cười lạnh, trên lưng đao thép bị chu động cầm tại trên tay, tật phong bộ. Bóng người lóe lên, nhanh như gió giật, xuyên thẳng qua ở mọi người trong lúc đó, ánh đao liên tiếp chớp động, từng viên một đầu người phóng lên trời, miễu sát, hoàn toàn chính là miễu xác ngắn ngủn không đến một hơi thời gian, hơn 20 vị người áo đen không có người nào có thể tiếp tục đứng ở chu động trước mặt. Đây là chu động lần thứ hai giết người, hơn nữa một giết liền là một đám, bình thường mà nói, hẳn là có như vậy một ít khó chịu mới là, dù sao cái kia là một đám người, không là một đám gà, nhưng hắn chẳng những không có đinh điểm khó chịu, ngược lại trong lúc mơ hồ còn có như vậy một ít hưng phấn, khó. Lẽ nào ta trời sinh liền thích giết chóc hay sao? Nhưng mà giống như cũng không có cái gì không tốt, nếu chính mình bước lên con đường võ đạo, sau này chém giết là không thể tránh được, muốn bước lên võ đạo đỉnh, nhất định là cần thiết theo núi thay biển máu bên trong đi tới một lần. Ngươi? Ngươi? Chuyện này? Cái này không. Không có khả năng, ngươi. Ngươi như thế nào? Cái này rồi đột nhiên biến cố cầm cái kia áo bào đen lão già sợ tới mức nói năng lộn xộn đứng lên, hắn giờ phút này là triệt để sợ hãi, đây chính là hơn 20 vị tôi thể tầng 7 võ giả a, cũng không phải là cái kia tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, rõ ràng cứ như vậy bị người cho miễu sát rồi, người nói người nọ nếu như tôi thể tầng 9 cao thủ, hắn cũng nhận biết, tuy rằng hay vẫn là quá mức dọa người rồi một ít, thế nhưng ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng mà hắn rõ ràng chỉ có tầng 6 tu vi, là một cái tầng 6 võ giả, có thể vượt cấp khiêu chiến tôi thể tầng 7, cái kia trải qua cũng coi là thiên tài rồi, nhưng hắn ngược lại tốt, trong nháy mắt liền miểu sát rồi một đám tầng 7 võ giả, coi như là cái kia trong truyền thuyết yêu nghiệt kỳ tài đều không đáng sợ như vậy a. À. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì đó tầng 6 võ giả, hắn nhất định che giấu rồi tu vi của mình, đúng, nhất định là như vậy, trách không được sẽ phách lối như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó một cái ý niệm trong đầu dâng lên trong đầu của hắn, càng muốn, càng là có chuyện như vậy, có thể ẩn nấp tu vi công pháp, tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng cũng không phải không có, đáng chết, gia hỏa này quả nhiên là quá ghê tởm, rõ ràng là tầng chính đại cao thủ, lại hết lần này tới lần khác ẩn nấp rồi tu vi của mình, chơi cái gì đó giả heo ăn thịt hổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 23 Tội chết có thể miễn tội sống khó tha bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 23 Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các hạ đúng là thật bản lãnh, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Hướng chu động chấp tay, lưu lại một câu nói mang tính hình thức, áo bào đen lão già liền chuẩn bị quay người rời đi. Kiến thức chu động nhẹ nhõm miễu sát một đám ám vệ khủng bố thân thủ sau đó, áo bào đen lão già trong lòng rõ ràng, Người trước mắt tuyệt đối là một vị tôi thể tầng 9 cao thủ, thậm chí ở rất nhiều tầng chín trong cao thủ cũng thuộc về người nổi bật, cũng không phải là hắn như vậy một cái tầng 8 võ giả có thể đối phó được rồi. Đương nhiên tạm thời nhường nhịn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ ý đồ, bọn họ vương gia uy nghiêm cũng không phải là ai cũng có thể xâm phạm, cho dù là tầng chín cao thủ, gan dám mạo phạm bọn họ vương gia, cũng chỉ có một con đường chết huống chi cái kia xích huyền kim nhân sâm đang mang bọn họ vương gia có thể không độc bá toàn bộ đại thạch thành dù như thế nào đều không có dễ dàng buông tha đạo lý áo bào đen lão già nghĩ không sai tạm thời đi đầu thối lui các loại triệu tập gia tộc cao thủ trở lại tìm cái này âm hiểm gia họa tín sổ nhưng mà hắn hiển nhiên là muốn đương nhiên hắn cho rằng nơi này là địa phương nào là hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi đấy sao ngươi liền chuẩn bị cứ đi thẳng như thế sao không đợi cái kia áo bào đen lão và bước động bước chân chu động bóng người lóe lên cũng đã ngăn cản đường đi của hắn các hạ cái này là ý gì lẽ nào ngươi muốn đem ta cũng lưu ở nơi đây hay sao áo bào đen lão và sắc mặt lạnh lẽo ngươi những đồng bạn kia lẽ loi trơ trọi ra đi cũng là cô quạng vô cùng theo ta thấy đến ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn xuống dưới cùng bọn họ tốt chu động không phải không quả quyết người như là đã mở ra sát giới đương nhiên sẽ không cho mình lưu lại cái gì đó hậu hoạn nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý này hắn đã qua đời phụ thân có thế là từ nhỏ liền nói cho hắn biết rồi các hạ cũng không nên khinh người quá đáng ta thế nhưng mà vương gia trưởng lão ngươi nếu như giết ta vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nghe vậy áo bào đen lão già trong lòng chính là run lên thích giết chóc cũng không có nghĩa là là có thể thấy chết không sờn hắn cũng giống vậy sợ chết thời khắc cuối cùng, đã mang ra chính mình hậu trường đến, toàn bộ đại thạch thành trong vòng ngàn dặm địa phương, không có bao nhiêu thế lực dám không bán bọn họ vương gia vài phần chút tình mọn. Đại thạch thành vương gia Đúng vậy, vương gia chúng ta thế nhưng mà đại thạch thành đệ nhất thế gia, trong tộc cao thủ nhiều như mây, một khi đắc tội vương gia chúng ta, liền tính toán ngươi là tầng chính cao thủ, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, hiện tại ngươi như vậy thu tay lại còn kịp gặp chu động giống như bị gia tộc của chính mình uy danh cho hù dọa rồi áo bào đen lão già trong lòng hơi nhất định ha 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 đại thạch thành vương gia quả nhiên là thật lớn uy danh nhưng mà người khác sợ các ngươi vương gia cũng không có nghĩa là ta cũng sợ các ngươi vương gia ở thành công thu phục thần bí trước tấm bia đá đại thạch thành đệ nhất thế gia vương gia đối với chu động mà nói đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ trong vương gia tùy tiện đến trên một vị tầng chính cao thủ, đều đủ để đem bọn họ toàn bộ chu gia dễ dàng theo trên đời này xóa đi, bất quá đối với lúc này chu động mà nói, vương gia trải qua không coi là cái gì, thối thể cảnh võ giả bên trong, hắn chu động không sợ bất luận một ai, hơn nữa ngươi thật sự coi ta còn. Trẻ không có tri thức hay sao, giết các ngươi vương gia nhiều như vậy ám vệ, ta và các ngươi vương gia cũng sớm đã là địch không phải bạn, thả ngươi, sợ là không chỉ có sẽ không bỏ đi các ngươi vương gia trả thù, ngược lại sẽ cho các ngươi vương gia người đến nhanh hơn a à? thoáng cái để chu động cho vạch trần suy nghĩ trong lòng áo bào đen lão và sắc mặt không khỏi cứng đờ trong lòng của hắn thật sự chính là muốn như vậy chỉ cần để hắn quay lại vương gia hắn lập tức liền triệu tập trong tộc cao thủ đến vây quét chu động nhưng mà ngoài miệng lại là vội vàng cam đoan nói các hạ ngươi có thể yên tâm ta theo nhân cách của ta đảm bảo chỉ cần các hạ thả ta rời đi luôn sự tình giữa chúng ta như vậy bỏ qua nhưng trong lòng thì bồi thêm một câu, ta với ngươi chuyện giữa là như vậy bỏ qua, nhưng ta là ta, vương gia chúng ta là vương gia, có thế không có nghĩa là vương gia chúng ta cũng với ngươi như vậy bỏ qua rồi. Dùng nhân cách của ngươi đảm bảo. Ta nhất định phải tin tưởng lời của ngươi, thật sự là chuyện cười, nhân cách của ngươi lại giá trị vài đồng tiền. Không đợi cái kia áo bào đen lão già tức giận, chu động lạnh lẽo nở nụ cười nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cùng thủ hạ của ngươi cùng nhau lên đường a? Dao thép rung lên, chém ngang mà ra. Được. Thật nhanh. Đây là cái kia áo bào đen lão già cuối cùng ý niệm trong đầu. Giải quyết mấy cái này người áo đen, hiện tại nên xử lý chuyện này đối với vô sĩ huynh muội rồi. Ánh mắt xoay một cái, chu động ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái kia trần gia huynh muội. Cái này ngắn ngủn không đến hai phút trong thời gian có thể nói là thay đổi bất ngờ, vốn nên là đã chết người, trong chớp mắt liền từ con cừu nhỏ biến thành đáng sợ mảnh hổ, mà trước đó nhìn chầm chầm đàn sói, thì lại hoàn thành cực kỳ yếu đuối chú dê nhỏ, bất thình lình biến hóa, thế nhưng mà cầm trần gia huynh muội cho thấy choáng mắt, hắn giờ phút này mọi người, còn đắm chìm ở chu động đơn giản miễu sát một đám ám vệ khủng bố cảnh tượng bên trong. Hai vị, hiện tại hẳn là cho ta một câu trả lời đi à nha. Chu động cái kia âm trầm lời nói, cầm trần gia huy hai huynh mùi theo trong rung động đánh thức nhìn xem đầy đất thi thể toàn thân lập tức chính là rung lên trước tiền bối vãn bối trước đó có bao nhiêu mạo phạm ngài đại nhân đại lượng liền tha thứ vãn bối a à? hắn giờ phút này trong lòng cái kia hối hận a à, sớm biết như vậy cái này xem ra so với chính mình còn trẻ hơn tiểu tử sẽ là khủng bố như thế cao thủ hắn là nói cái gì cũng không dám như trước đó như vậy tính toán cho hắn tiền bối ta ca hắn cũng là bị không biết làm sao, mới có thể ra hạ sách này, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, liền tha thứ chúng ta a à. Tiền bối. Lão nhân gia. Trong lòng nỉ non một tiếng, chu động nhìn không được liếc mắt, chính mình năm nay nhưng mà mới vừa đầy 15 mà thôi, rõ ràng là được rồi tiền bối, hoàn thành lão nhân gia, chính mình có già như vậy ư, ừ, chu động lại là không biết, ở trần gia huynh mùi trong mắt. Chu động căn bản chính là một có thuật trú nhang lão tiền bối, không phải bọn họ thế hệ cùng thời với ông nội, tối thiểu cũng là bọn họ phụ thân bối rồi, chỉ là tu luyện rồi đặc thù công pháp, mới sẽ có vẻ trẻ tuổi như vậy. Mà thôi, võ giả thế giới, không thiếu cái lạ, có chút công pháp, có thể làm cho người thanh xuân thường trú, cũng không phải cái gì đó hiếm có sự tình. Bằng không, nơi nào sẽ có đáng sợ như thế tu vi, hai người bọn họ huynh muội coi như là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tuấn kiệt rồi, hơn nữa gia tộc toàn lực bồi dưỡng, hiện nay nhưng mà khó khăn lắm bước vào cảnh giới tầng 7 mà thôi, cho dù là bọn họ đại thạch thành lục đại công tử đứng đầu, được xưng đại thạch thành ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài tà linh công tử, hầu hy bạch, vừa qua khỏi 16 hắn, cũng không quá đáng khó khăn lắm bước vào tôi thể tầng 8 cảnh giới. Bọn họ cũng không nhận ra, người trước mắt là so hầu hy bạch còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Tiền bối, ngài tạm tha chúng ta lúc này đây a à, chúng ta thật sự biết rõ sai rồi điểm điểm nước mắt ở Trần Khả Hân trong hốc mắt đảo quanh, lại phối hợp thêm nàng cái kia kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên là ta thấy mà yêu, khiến người ta ngoan không hạ tâm đến xử phạt bọn họ. Đáng tiếc, nàng đối mặt là chu động, năm năm kiên nhẫn, còn có cùng thần bí bia đá ý chí đỏ sức, để chu động nắm giữ bàn thạch giống như ý chí, xưng là ý chí sắt đá cũng không quá đáng, chỉ là mấy uông nước mắt, có thể đánh không nhúc nhích được hắn. Hơn nữa chu động trong lòng có thể rất rõ ràng, đừng nhìn trần khả hơn nói đến đáng thương bị không biết làm sao mới ra hạ sách này thế nhưng không cải biến được sự tình bản chất nếu như không phải hắn chu động còn có chút thực lực hắn lúc này không thể nói trước chính là trên mặt đất một cổ tử thi rồi nhưng mà chu động ngược lại cũng không đến mức bởi vậy đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn cái này trần gia tỉ mùi tuy rằng đáng giận cũng là còn tội không đáng chết tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha tâm niệm cấp chuyển chu động thì có tính toán, lưu lại xích huyền kim nhân sâm, các ngươi có thể lăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 24 Đắc Thủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 24 Đắc Thủ Lưu Lưu lại xích huyền kim nhân sâm Nghe vậy, Trần Gia Huynh muội trong lòng lập tức chính là chấn động, bọn họ thực ở thật không ngờ trước mắt cái này, cao nhân tiền bối, rõ ràng cũng như vương gia người giống như vậy, đánh cái kia xích huyền kim nhân xâm chủ ý. Giao hay là không giao? Trong lúc nhất thời, Trần Gia Huy trong lòng tràn đầy do dự, trước mắt cái này, tiền bối, lợi hại bọn họ là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải bọn họ hai cái này nho nhỏ tôi thể tầng bảy võ giả có thể đối phó được rồi, một khi chọc giận hắn, cũng không có huynh mùi bọn họ cái gì đó quả ngon để ăn thế nhưng mà để bọn họ cứ như vậy giao ra cái kia xích huyền kim nhân sâm, bọn họ lại là như vậy không cam lòng, vì đạt được cái này một cây xích huyền kim nhân sâm, bọn họ thế nhưng mà. Bỏ ra xa xỉ đánh đổi, phải biết rằng phàm là thiên tài địa bảo, khắp chung quanh đều là có thêm thủ hộ linh thú, mà thủ hộ cái này xích huyền kim nhân sâm chính là thượng vị hung thú hai cánh ma vân hổ, vì đánh chết này con hai cánh ma vân hổ. Bọn họ trần gia thế nhưng mà đầy đủ hy sinh một vị tôi thể tầng chính cao thủ, bốn vị tôi thể tầng 8 võ giả cùng hơn 10 vị tầng 7 võ giả, nếu không phải trận chiến ấy, cao thủ hầu như hao tổn hầu như không còn, bọn họ cũng sẽ không biết bị. Vương gia ám vệ cho như vậy đuổi giết. Hơn nữa cái này gốc xích huyền kim nhân xâm thế nhưng mà bọn họ trần gia cuộc khởi nơi mấu chốt, đã có cái này gốc xích huyền kim nhân xâm, không tốn thời gian dài, bọn họ trần gia là có thể tăng thêm một vị bước lên đường lên trời tuyệt thế cao thủ đến lúc đó chế bá toàn bộ đại thạch thành có thể nói là ở trong tầm tay. Tiền Tiền bối, vì cái này xích huyền kim nhân sâm, chúng ta trần gia bỏ ra thê thảm đau đớn đánh đổi, thậm chí ngay cả gia tộc trưởng lão đều chết đi mấy vị, ngài. Ngài không thể cứ như vậy. Cứ như vậy. Ngay tại trần gia huy âm thầm xoắn suyết, phải chăng hẳn là như vậy giao ra xích huyền kim nhân sâm thời điểm, một bên trần khả hân lại là mở miệng nói, phối hợp thêm nàng cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cần không phải cái gì đó ý chí sắt đá hạng người sợ là không có người nào không sinh ra lòng thương hại đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là chu động không có chút nào vì đó lay động đáp lại trần khả hân hay vẫn là cái kia trước sau như một lạnh lùng nói như vậy lưu lại xích huyền kim nhân sâm sau đó cút cho ta cũng thế chỉ bằng trần gia huynh muội trước đó cái kia ác liệt biểu hiện hắn không có trực tiếp trở mặt dết bọn chúng đi cái kia đã là đặc biệt khai ân rồi, bọn họ còn muốn cái gì đó đánh đổi cũng không cho, liền an toàn thoát thân, cái kia căn bản chính là vọng tưởng. Trần Khả Hân là người phương nào, Trần Gia Đại Tiểu Thư, Thiên Chi Kiều Nữ, có thể nói là tụ tập ngàn vàng sủng ái cùng kim nhân vật, là đại thạch thành vô số thanh niên tại tuấn truy đuổi chi đối tượng, trong ngày thường. Nào có người dám như chu động như vậy cùng hắn nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, đại tiểu thư tính tình vừa lên đến, nhưng lại để nàng quên mất rồi chu động thân phận ngươi người này tại sao có thể như thế này cái này xích huyền kim nhân sâm có thế là chúng ta trần gia đồ vật như ngươi vậy cùng mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt có cái gì đó khu khả hơn ngươi im miệng cho ta không đợi chu động mở miệng một bên trần gia huy xuất trước phục hồi tinh thần lại đạo đạo mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống rất nhanh liền thấm ướt rồi phía sau lưng của hắn bà cô của ta ơi à ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, đây là ngươi đùa nghịch đại tiểu thư tính tình thời điểm ư, trong lòng oán trách đồng thời, ngoài miệng càng là không ngừng hướng chu động xin lỗi nói, tiền bối, tiểu muội nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, có bao nhiêu mạo. Phạm, ngài đại nhân đại lượng, có thể tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng A. Nhìn bên cạnh không ngừng chịu nhận lỗi nhị ca, Trần Khả Hân cũng phản ánh đi qua, người trước mắt cũng không phải là trong ngày thường vây quanh nàng xoay quanh công tử ca, đây chính là một giết người không chớp mắt nhân vật cũng không phải là nàng có thể tùy tiện dương oai ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa vô số cổ thi thể trong nháy mắt toàn thân chính là một cái sợ run cái này nhưng là một cái giết người không chớp mắt nhân vật a à, chính mình rõ ràng với hắn nói như thế đây không phải ngại chính mình cái chết quá chậm là cái gì đó càng muốn trần khả hân trong lòng khủng hoảng càng cái gì cái tráng trong lúc vô tình trải qua tràn đầy mồ hôi khả hân còn không chạy nhanh hướng tiền bối chịu nhận lỗi tiền tiền bối vãn vãn bối còn trẻ không có tri thức vừa rồi có bao nhiêu mạo phạm kính xin ngài nhiều hơn thứ tội hư hư lạnh một tiếng không đợi trần gia huy huynh muội hai người mở miệng lời lạnh như băng ngữ theo chu động trong miệng nhảy ra cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội giao ra xích huyền kim nhân sâm nếu không các ngươi liền chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau lên đường a một cổ kinh khủng sát ý bao phủ mà ra trong chốc lát nhiệt độ chung quanh vì đó chính là vừa đầu hàng đúng 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 tiền bối cái này là cái kia xích huyền kim nhân sâm cái này là xích huyền kim nhân sâm cảm thụ được chu động cái kia không che giấu chút nào sát ý trần gia huy ở đâu còn dám có chần chờ chút nào vội vàng từ trong lòng móc ra một cái một thước vuông rung động hộp gỗ đến tiện tay tiếp nhận trần gia huy đưa tới rung động hộp gỗ Chu động trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn, từ nơi này Trần Gia Huynh mùi trước đó biểu hiện, cũng có thể thấy được hai người chính là cái kia rất sợ chết đồ, nếu bọn họ có thể vì bảo vệ tánh mạng, hướng những người áo đen kia thỏa hiệp, hiện tại giao ra xích huyền kim nhân sâm, đó cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Cái này là cái kia xích huyền kim nhân sâm ư. Nhìn xem rung động hộp gỗ trong kia một cây màu đỏ như máu, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một ít hình người sâm núi, Chu động trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, rất nhiều tôi thể tầng chính võ giả, sở dĩ khó có thể bước lên đường lên trời, đó là bởi vì bọn họ trải qua già lòng khòm, tiềm lực đã hết, mà đã có cái này xích huyền kim nhân sâm, lập tức bạo tăng nửa giáp tuổi thọ, sinh cơ dần sinh, tiềm lực phát triển. Một lần hành động bước vào đăng thiên cảnh giới có thể nói là tám chín. Phần 10 sự tình, bất quá đối với chu động mà nói, lại là không có bao nhiêu có ích, theo thiên tư của hắn hơn nữa thần bí bia đá, đại vô lượng tinh thần chân kinh sự giúp đỡ, không dùng được vài năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, là hắn có thể đủ bước vào đăng thiên cảnh giới, căn bản không cần cái này xích huyền kim nhân xâm sự giúp đỡ, đương nhiên liền tính toán như vậy, cái này xích huyền kim nhân xâm cũng là khó được chí bảo, liền tính toán chính hắn không sử dụng, cầm. Lấy đi đổi thành ngân lượng, cũng đủ để là chu động tăng thêm hơn trăm vạn lượng hoàng kim của cải. Đúng khép lại rung động hộp gỗ, cầm hắn hướng trong ngực một ước lượng, phất phất tay, ý bảo Trần Gia Huynh muội có thể đã đi ra. Tiền bối, chúng ta đây cáo lui một. Vừa mới nói xong, Trần Gia Huynh muội liền lập tức liên tục lăn lộn ra bên ngoài mà đi, tư thế kia, như rất sợ chu động sẽ đổi ý giống như địa. Xích huyền kim nhân xâm như vậy chí bảo, một khi lan truyền ra ngoài, đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, để vô số võ giả điên cuồng, đăng thiên cảnh giới, không chỉ có đại biểu cho thực lực mạnh mẽ, càng là tuổi thọ cam đoan, lý do an toàn, giết người diệt khẩu phương là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem trốn chui trốn nhũi trần gia huynh muội, tu luyện đại vô lượng tinh thần chân kinh sau đó trí tuệ mở rộng ra chu động, làm sao có thể đủ không rõ trong lòng bọn họ băng khoăn, nhếch miệng lên, không khỏi cảm thấy một ít buồn cười, chính mình nếu đáp ứng để bọn họ rời khỏi, đương nhiên sẽ không làm ra cái kia nuốt lời sự tình. Hơn nữa nói thật, liền tính toán cái này xích huyền kim nhân xâm tin tức lan truyền ra ngoài, chu động cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, chỉ cần không phải đăng thiên cảnh giới võ giả tự mình ra tay, hắn chu động không sợ bất luận kẻ nào, mà đăng thiên cảnh giới võ giả cái kia từng cái từng cái đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, thì như thế nào là như vậy mà đơn giản có thể gặp gỡ. Huống chi xích huyền kim nhân xâm đối với võ giả bình thường là khó được trân bảo. Đối với những cái này bước lên đường lên trời cao thủ mà nói, liền không chắc là cỡ nào trân quý đồ vật rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 25 Thu hoạch khá dồi dào Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 25 Thu hoạch khá dồi dào nhìn xem Trần Gia Huynh muội dần dần biến mất ở rồi trong tầm mắt của mình, chu động hơi hơi lắc đầu, liền không suy nghĩ thêm nữa bọn họ, bóng người lóe lên, chu động liền xuất hiện ở một vị người áo đen thi thể trước đó, hơi một cái không người ngay tại người áo đen kia trên người lục lọi đứng lên không nên hiểu lầm chu động có thế không có gì kỳ quái háo sắc ở áo đen trên thân thể người lục lọi cũng gần kề chỉ là vì vơ vét một chút chiến lợi phẩm mà thôi mấy cái này người áo đen mỗi một cái đều là tôi thể tầng bảy võ giả nghĩ đến đều có được không sai giá trị bản thân đáng tiếc đôi khi rất nhiều chuyện thường thường sẽ cho người cảm thấy ngoài ý muốn móa không phải đâu rõ ràng chỉ có chút tiền như vậy nhìn xem trên tay cái kia thiểu thiểu ba tám trăm lượng kim phiếu, chu động trong mắt lóe ra một tia thất vọng, phải biết rằng bọn họ chu gia một ít trưởng lão, chấp sự, tu vi bất quá là ở năm tầng sáu, trên người suy đoán kim phiếu thường thường cũng không chỉ số này. Mẹ kiếp, lại là một cái nghèo kiết xác, cái này càng nghèo, rõ ràng chỉ có trăm lượng kim phiếu, ồ, cái này không sai, không chỉ có lấy hơn một ngàn hai kim phiếu, còn có một bình trung phẩm thối thể đan, ai, lại là một cái nghèo kiết xác. Rất nhanh, ngoài trừ cái kia áo bào đen lão già bên ngoài, hơn 20 vị vương gia ám vệ đã bị chu động thu hết hết sạch, thu hoạch này không coi là nhỏ, trong đó kim phiếu hợp lại, có tới hơn vạn hai khoảng cách, trừ lần đó ra, còn chiếm được ba bình thối thể đan, ba bình thối thể đan không có một bình là hạ phẩm thối thể đan, đều là trung phẩm thối thể đan, cũng đúng, hạ phẩm thối thể đan đối với hoáng huyết cảnh võ giả mà nói, trải qua không có bao nhiêu tác dụng rồi, duy có trung phẩm thậm chí đã ngoài cấp bậc thối thể đang mới có thể thỏa mãn bọn họ chỗ cần, nhưng mà cái này cùng chu động trong lòng đoán kế thu hoạch lại là nghĩ chênh lệch khá xa. Ở chu động xem ra, Trần Gia Huynh muội tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 10 vạn, 8 vạn hai kim phiếu đến, đều là tôi thể tầng 7 võ giả bọn họ, liền tính toán lại chênh lệch, mỗi người hai, ba ngàn hai kim phiếu tóm lại là có, gần 30 người hợp lại cùng nhau, kiếm ra cái năm, sáu vạn lượng hoàng kim đến cũng không thành vấn đề gì thế nhưng mà kết quả lại gần kề chỉ tìm ra vạn thanh lượng hoàng kim đến cho dù là tính cả cái kia ba bình thối thể đang cũng xa xa chưa đủ hai vạn hai số lượng trung phẩm thối thể đang mỗi viên trăm lượng hoàng kim một bình tổng cộng có mười viên ba bình cũng chính là ba mươi viên đổi thành hoàng kim cũng chính là ba ngàn lượng hoàng kim mà thôi lần này chu động lại là có chút chắc hẳn phải vậy rồi cũng không nhìn một chút Trần Gia Huynh muội là bực nào thân phận, hai người bọn họ đều là đại thạch thành một trong bốn dòng họ lớn nhất Trần Gia Thiếu Gia, Tiểu Thư, điển hình con nhà giàu, trên người ước lượng cái 10 vạn, 8 vạn 2, đó là ở hết sức bình thường đấy, mà những cái này vương gia ám vệ, gần kề chỉ là vương gia người dưỡng sát thủ mà thôi, mỗi tháng cũng là như vậy mấy trăm lượng vạn lương tháng, trừ đi đồ. Thiết yếu cho tu luyện các loại chi tiêu, lại có thể có bao nhiêu tiền nhàn rỗi trên tay, nói sau, nhiệm vụ trong lúc cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ đem toàn thân gia sản đều mang tại trên thân thể thật sự là một đám nghèo kiết xác có chút buồn bực hướng một cổ thi thể gắt một cái giờ phút này chu động ở đâu còn có ngày xưa lạnh nhạt hoàn toàn giống như là tiến vào tiền trong mắt hy vọng ngươi người trưởng lão này không để cho ta thất vọng thì tốt hơn bóng người lóe lên chu động đi tới cái kia áo bào đen lão già thi thể trước tốt trưởng lão chính là trưởng lão cái này giá trị bản thân quả nhiên không phải bọn họ mấy cái này tiểu lâu la. nhìn xem trên tay cái kia một tờ kim phiếu, chu động trong mắt lóe ra một ít vui mừng. một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, tám ngàn, ô, rõ ràng còn có một tấm một vạn lượng kim phiếu, qua, wow, lại là một tấm vạn lượng kim phiếu. một phen mấy cái đến, phát hiện cái kia một tờ kim phiếu rõ ràng có hai vạn tám ngàn lượng, để chu động không thể không cảm giác than thở một tiếng. cái này người đứng đầu chính là đầu lĩnh mỗi người đều là cái kia eo cuốn bạc triệu nhân vật trừ lần đó ra chu động còn tìm ra năm bình thối thể đan để chu động cảm thấy vui mừng chính là trong đó rõ ràng còn có một bình thường phẩm thối thể đan đối với hoán huyết cảnh võ giả mà nói thích hợp nhất tu luyện của bọn hắn sử dụng hay vẫn là cái kia thường phẩm thối thể đan nhưng đáng tiếc thường phẩm thối thể đan đáng giá ngàn vàng hơn nữa còn là có tiền mà không mua được trừ rồi con cháu một vài gia tộc lớn giống như tiểu gia tộc rất khó lấy tới thường phẩm thối thể đang đến nỗi rất nhiều hoáng huyết cảnh võ giả thường thường chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng kia trung phẩm thối thể đang cầm hết thảy thối thể đang cùng kim phiếu hướng trong ngực một ước lượng chu động trong mắt lóe ra một ít vui mừng hôm nay có thể nói là thu hoạch khá dồi dào đã có cái này bốn vạn hai kim phiếu trong một thời gian ngắn hắn là không cần tại vì những này vàng bạc đồ vật phiền não rồi còn có cái kia tám bình thối thể đang vốn chu động còn cũng không đủ tin tưởng một lần hành động đột phá tới tôi thể tầng 7, còn thừa hơn 60 con xích nhãn tật phong lan đối với hắn người mà. Nói, là một bút khả quan độ ăn, không chỉ nói theo tôi thể tầng 6 đột phá tới tôi thể tầng 7 rồi, chính là trùng kích tầng 8 thậm chí là tầng 9 bình cảnh cũng không phải là không thể được sự tình, có thể chu động lại là không có bao nhiêu tin tưởng có thể thành công đột phá. Phải biết rằng hắn theo tầng 6 đỉnh phong đột phá tới đại viên mãn cảnh giới, liền đầy đủ nuốt chững hơn 80 con xích nhãn tật phong lan, cảnh giới nhỏ đột phá còn như vậy, huống chi là đột phá. Lớn cảnh giới. Mà đã có cái này tám bình thối thể đan nhưng là khác rồi, thối thể đan chính là thích hợp với thối thể cảnh võ giả tôi thể sử dụng linh đan, một viên trung phẩm thối thể đan đủ khả năng cung cấp nguyên lực so về một cái hạ vị hung thú đủ khả năng cung cấp nguyên lực đều muốn nhiều ra không ít, ba bốn viên trung phẩm thối thể đan đủ để tương đương với một cái xích nhãn tật phong lan, mà một viên thượng phẩm thối thể đan, dược hiệu kia càng là mấy lần với trung phẩm thối thể đan, một. Viên thượng phẩm thối thể đan so về một cái xích nhãn tật phong lan đến, đó là chỉ có hơn chớ không kém, cái này bảy bình trung phẩm thối thể đan, cộng thêm trên một bình thượng phẩm thối thể đan, đủ để so sánh 30, 40 con xích nhãn tật phong lan, ở tăng thêm còn lại gần 70 con xích nhãn tật phong lan, chu động có rất lớn nắm chắc, một lần hành động đột phá lớn cảnh giới, bước vào thay máu cảnh giới thu hết rồi một đám người áo đen tích trữ sau đó, Chu Đồng cũng không hề lập tức rời khỏi nơi đây, mà là theo tay cầm lên này áo bào đen lão già tùy thân binh khí, đó là một thanh, dài ước chừng một thước rưỡi hậu bối trường đao, công ngón búng ra lưỡi đao, toàn bộ thân đao hơi hoảng hốt, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu gào, vẫn còn như hổ gầm núi rừng. Tốt một cái hổ khiếu đao, thật sự là đau như kỳ danh. Cái kia công ngón búng ra xem ra nhẹ nhàng linh hoạt, Thế nhưng mà để chu động toàn lực đánh ra, cái này bắn ra phía dưới, có thể là vượt qua 20 mã lực, giống như đao thép, tại đây bắn ra phía dưới, sợ là cũng sớm đã cắt thành hai đoạn rồi, chính là Bách luyện tinh binh, cũng phải được chút ít tổn thương, mà cái này hổ khiếu đao, lại có thể lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên là một cây bảo đao, liền tính toán không phải cái kia ngàn luyện thần binh, nghĩ đến cũng không. Khác nhau lắm vậy, đã có cái này cây bảo đao, xem như hiểu rõ chu động một nỗi lòng lúc trước hắn chui này đao thép gần kề chỉ là một thanh phổ thông đao thép mà thôi mười lượng bạc có thể mua lấy một cái những ngày này cũng sớm đã là lỗ hỏng hàng sinh không chịu nổi tái chiến rồi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có chỗ thay đổi thay thế chu động chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng mà thôi lấy bóng người lóe lên ánh đao lập lòe một viên mấy người ông hết đại thụ che trời cắt thành rồi hai đoạn tốt đã có cái này hổ khiếu đao ta chiến lực thoáng cái gia tăng một bậc không chỉ. Võ giả chiến lực, tu vi là một phương diện, võ kỹ tâm pháp lại là một cái phương diện, thần binh lợi khí cũng không thể thiếu, một cái tốt vũ khí, nói là một vị võ giả sống yên phận chi vốn là cũng không quá đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 26 Tính toán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 26 tính toán tốt một cái hổ khiếu đao nhẹ nhàng vuốt ve rồi một chút hổ khiếu đao sống dao ánh đao lóe lên đã bị vào vỏ đáng tiếc nhiều như vậy hảo đao một đám ám vệ sử dụng binh khí đều là tinh phẩm không có chỗ nào mà không phải là bách luyện tinh binh trong đó càng là đều biết cây trường đao so về chu động trên tay hổ khiếu đao đến cũng chỉ là kém hơn một chút chính là năm bách luyện bảo đao bách luyện tinh binh mỗi một chiếc đều là giá trị trăm kim mà năm bách luyện bảo đao Càng là thiên kim khó cầu, cái này mấy chục thanh binh khí hợp lại cùng nhau, giá trị tuyệt đối không thua kém vạn lượng hoàng kim, nhưng đáng tiếc. Chu động cũng không cái kia phân thân khả năng, chỉ có thể lựa chọn nhìn đau bỏ qua. Nếu như trên tay của ta có một con túi càng không thì tốt rồi. Túi càng không chính là chu động theo đại lục tạp ký bên trong biết, túi càng không túi như kỳ danh, bên trong có càng không, có thế cho vạn vật, quả nhiên là một túi nơi tay, thiên hạ ta có là ở nhà du lịch giết người phóng hỏa thiết yếu chi lợi khí. Cảm giác than thở một tiếng, chu động trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau dù như thế nào, đều muốn cho mình làm một cái túi càng khôn, bóng người lóe lên, chu động rời đi rồi nơi đây, hướng cái kia ẩn thân sơn động mà đi. Còn cái này đầy đất thi thể, chu động cũng không có quá nhiều để ý tới, hung thú dậy núi bên trong, cái gì đó đều thiếu, chính là không thiếu hung thú, tin tưởng không tốn thời gian dài, sẽ có hung thú lại đây thay hắn thanh lý chiến trường, hủy thi diệt tích. Hy vọng suy đoán của ta là chính xác đấy. Trở lại sơn động sau đó, chu động duỗi tay ra, lấy ra một bình thối thể đan, tự lẩm bẩm một tiếng, đổ ra một viên thối thể đan ném vào trong miệng. Âm. Thối thể đan một chút bụng, lập tức hóa thành một cổ năng lượng khổng lồ, cái này năng lượng so về cái kia luyện hóa huyết nhục đoạt được lưu ly năng lượng đến, còn tinh khiết hơn không ít, thế nhưng so sánh với bản thân chỗ ngưng luyện ra được nguyên lực lại là vừa thô tháo không ít xem như bán thành phẩm nguyên lực tốt cái này thần bí bia đá quả nhiên không để cho ta thất vọng nhìn xem cái kia bán thành phẩm nguyên lực chảy qua đan điền bị trong đan điền thần bí bia đá hấp thu lấy ngay lập tức sau đó thần bí bia đá liền thổ lộ ra một luồng tinh thuần nguyên lực lưu chuyển toàn thân của hắn bị hắn thân thể hấp thu lấy chu động trong lòng lập tức chính là vui vẻ thần bí bia đá có thể cầm lưu ly năng lượng cô động trở thành tinh thuần nguyên lực, nhưng mà trước đây, chu động vẫn luôn là ở nuốt ăn thịt, luyện hóa huyết nhục, lại là chưa bao giờ từng nuốt đang dược, trong lòng tuy nói có rất lớn nắm chắc, thần bí bia đá có thể trợ giúp sự nhanh chóng hấp thu thối thể đang dược lực, thế nhưng suy đoán tóm lại là suy đoán, không có được khẳng định trước đó, chu động trong lòng vẫn có như vậy một vẻ lo âu, nhưng mà hiện tại được rồi, trong lòng sầu. Lo thoáng cái tiêu tán không thấy hình bóng. Hồ. sau một phút chu động chậm rãi mở hai mắt ra kia trung phẩm thối thể đang dược lực đã bị hắn hoàn toàn hấp thu may mắn giờ phút này cũng không hề những người khác nếu không cần phải đem người cho dọa chết tươi không thể phải biết rằng một vị hoán huyết cảnh võ giả muốn luyện hóa một viên trung phẩm thối thể đang thường thường đều cần một hai canh giờ thời gian mà chu động như vậy một cái nho nhỏ tôi thể tầng sáu võ giả gần kề chỉ là ba phút đồng hồ liền thành công đã luyện hóa được một viên thối thể đan hiệu suất này thế nhưng mà tăng lên gấp trăm lần không thôi võ giả tu luyện còn quả nhiên là không thể rời bỏ đan dược này phụ trợ về sau dùng dựa vào dùng đan dược đến tu luyện phương là chính đạo bằng không chỉ dựa vào ăn thịt cũng không phải lâu dài sự tình một viên trung phẩm thối thể đan đủ khả năng cung cấp nguyên lực liền tương đương với một phần năm chỉ xích nhãn tật phong lan thậm chí càng nhiều ra một bậc bốn năm viên trung phẩm thối thể đan thì tương đương với là một cái xích nhãn tật phong lan mà luyện hóa năm viên trung phẩm thối thể đang cũng chính là như vậy một phút đồng hồ thời gian, nuốt hung thú huyết nhục đến tu luyện, chỉ là thịt nướng cũng phải phế trên một hai canh giờ. May mắn ngọn núi nhỏ này trong động có càng khôn. Bên ngoài hẹp bên trong rộng, trong động không gian không nhỏ, đủ để cho chu động đồng thời đồ nướng vài con, thậm chí là hơn 10 con xích nhãn tật phong lan, để chu động tiết kiệm không ít thời gian, bằng không, chu động mấy ngày qua này không chỉ nói thoáng cái luyện hóa hơn 300 con xích nhãn tật phong lan rồi, sợ là 30 con xích nhãn tật phong lan đều chưa chắc có thể luyện hóa, dù sao chu động không phải cuộc sống kia trong rừng giả nhân, có thể làm được sinh ăn thịt. Thực. Như vậy một so sánh với, nuốt qua đang dược đến tu luyện, so về nuốt qua nuốt đồ ăn đến tu luyện, sắp rồi thế nhưng mà không chỉ gấp đôi gấp hai. Cảm khái một tiếng, chu động bắt đầu củng cố tu vi, đang dược mặc dù tốt, thế nhưng cũng không phải không có gì tai hại, mỗi một lần uống thuốc, nhất định phải tốn hao thời gian nhất định đến củng cố tu vi, mới có thể tiếp tục uống thuốc tiến hành tu luyện, không giống ăn thịt, chỉ cần thành công luyện hóa, là có thể tiếp tục ăn uống tu luyện, hai phút sau đó, chu động liền thành công củng cố rồi tu vi. Đại vô lượng tinh thần chân kinh quả nhiên mạnh mẽ. Giống như hoán huyết cảnh võ giả, một ngày chỉ có thể ăn một viên thối thể đan, hàng quá hóa dở, thối thể đan là tốt, có thế dược lực có chút cùng bạo dùng quá liều thường thường sẽ hư hao kinh mạch đến nỗi căn cơ bất ổn thậm chí một cái không tốt tạo thành tẩu hỏa nhập ma nặng thì trở thành phế nhân đi đời nhà ma nhẹ thì tu vi rút lui nhưng mà tu luyện rồi đại vô lượng tinh thần chân kinh chu động lại là không có những này băn khoăn cảnh giới của hắn cũng sớm đã vượt qua tôi thể cảnh giới có thể so với một ít đăng thiên cảnh giới võ giả căn bản cũng không có cảnh giới gì sầu lo mà ở ánh sao tôi thể phía dưới, hắn giờ phút này thân thể mạnh mẽ, có thể nói là nhân hình hung thú, giống như trung vị hung thú đều chưa chắc có thế so với mà vượt hắn, thối thể đang tác dụng phụ thật sự là không coi là cái gì đó, không chút nào khuếch đại, chỉ cần có đầy đủ thối thể đang. Chu động hoàn toàn chắc chắn một lần hành động đột phá tới tôi thể tầng chính đại. Viên mãn cảnh giới, thậm chí là bước lên đường lên trời, trở thành đăng thiên cảnh tuyệt thế cao thủ. Rất nhanh, lại là một viên thối thể đang vào trong bụng. Ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian, một bình trung phẩm thối thể đang đã bị chu động luyện hóa hết sạch. Một bình lại một bình thối thể đang bị hắn chỗ luyện hóa, mấy canh giờ sau đó, chu động trước mặt nhiều hơn 7 chiếc bình ngọc, được rồi, những này thường phẩm thối thể đang hay vẫn là các loại trùng kích tôi thể tầng 7 thời điểm, đang uống thì tốt hơn. Vừa chuyển động ý nghĩ, cầm trong tay bình ngọc cho đã thu vào trong ngực. Thật tốt thu về bình ngọc, chu động lần nữa đem làm nổi lên đầu bếp không có trung phẩm thối thể đan hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào nuốt huyết nhục đến tăng cao tu vi rồi ai xem ra sau khi ra ngoài cần thiết mua sắm lượng lớn thối thể đan mới là tiện tay lật qua lại nướng khung chu động trong lòng tràn đầy cảm khái trước đó không có ăn thối thể đan còn không có gì hiện tại mới phát hiện chỉ cần chỉ dựa vào ăn thịt đến tu luyện cái kia tiến độ chậm không phải nửa lần hay một lần nếu như có đầy đủ thối thể đan nhiều ngày trôi qua như vậy, tu vi của hắn sợ là cũng sớm đã đạt tới tầng chín cảnh giới, thậm chí có nhìn qua trùng kích đăng thiên cảnh giới cũng nói không chính xác. Không đề cập tới chu động dựng lên đống lửa, dựa vào xích nhãn tật phong lan, trải qua một phen trắc trở sau đó, Trần Gia Huynh mùi rốt cục ra hung thú dãy núi, Trần Gia Huy cùng Trần Khả Hân hai huynh mùi vận khí vẫn tính là không sai, trên đường đi tuy rằng cũng gặp được mấy cái hung thú, nhưng mà đều là chút ít trung hạ vị hung thú, cũng không có gì thượng vị hung thú, theo hai huynh muội tôi thể tầng 7 tu vi, đều có thể dễ dàng giải quyết. hô cuối cùng là đi ra. Ra hung thú dãy núi, hai huynh muội chính là một trận thổn thức cảm khái, một nhóm hơn 10 người lời thề son sắc đi vào đoạt bảo, thế nhưng mà cuối cùng, không chỉ có xích huyền kim nhân xâm khó giữ được, đội ngũ của bọn hắn càng là mười không còn một, chỉ còn lại huynh muội bọn họ hai người. Ca, cái kia xích huyền kim nhân sâm lẽ nào liền như vậy tặng cho người kia ư? Một trận thổn thức sau đó, Trần Khả Hân có chút không cam lòng nhìn Trần Gia Huy một cái nói, xích huyền kim nhân sâm có thể nói là bọn họ Trần Gia có thể không cuộc khởi chế bá toàn bộ đại thạch thành mấu chốt, cứ như vậy chấp tay tương khiến người khác, trong nội tâm nàng thật sự rất là không cam lòng. Xích huyền kim nhân sâm là chúng ta Trần Gia đồ vật, ai cũng không thể đoạt đi, chúng ta cái này trở về mời lão tổ tông ra tay. Trần Khả Hân không cam lòng, Trần Gia Huy cảm giác không phải là đại việt quốc tổng cộng có Cửu Châu 36 quận, mỗi một quận phía dưới lại có 10 thành lớn, tổng cộng 360 thành, Đại Thạch thành chính là đại việt quốc vùng đất cực Tây Phù Phong quận 10 thành một trong. Trần gia tuy nói là cao quý đại thạch thành một trong bốn dòng họ lớn nhất, thế nhưng nói thật, cũng chính là ở Phù Phong quận còn có như vậy một ít tiếng tăm, ra Phù Phong quận, vậy coi như chẳng phải cái gì. Đó, toàn bộ đại việt quốc bên trong như trần gia như thế này gia tộc có thể nói là giống như cái kia cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, nhưng mà một khi trần gia xuất hiện một vị đăng thiên cảnh võ giả, cái kia tất cả nhưng là khác rồi, đủ để cho bọn họ trần gia nhảy lên trở thành phù phong quần hào phú đại tộc, thậm chí là ở to như vậy thanh châu địa phương, đều có thể có được không nhỏ địa vị, việc quan hệ đến gia tộc hưng thịnh, gọi hắn làm sao có thể đủ đơn giản dừng tay. Tốt, chúng ta cái này trở về mời lão tổ tông, có lão tổ tông ra tay, cái kia kẻ trọng tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Trần Khả Hân trong mắt lóe ra một ít tàn nhẫn, cái kia kẻ trọng lại dám để bổn tiểu thư vì đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn tiểu thư cần phải để hắn chết không có chỗ chôn không thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 27 Cướp giết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 27 cướp vết cái kia che giấu bên trong sơn động nhỏ, chu động ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, cái kia hơi chút non nớt trên thân thể thoáng hiện một luồng tới tuổi không hợp uy nghiêm. Giờ phút này, hắn chính đang đột phá đoán cốt cảnh giới. Âm. Nguyên lực trong cơ thể một trận bắt đầu khởi động, chu động ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, soạt một tiếng liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ở đã luyện hóa được cuối cùng một hạt thối thể đang. Chu động thành công đột phá tu vi ban đầu, một lần hành động bước vào tôi thể tầng 7, hoán huyết cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động sức mạnh khổng lồ, chu động trên mặt hiện qua một ít hoảng hốt, ngắn ngủn 20 ngày thời gian, chính mình liền từ một người người có thể lừa gạt phế vật, một lần hành động bước vào tôi thể cảnh giới tầng 7, trở thành cùng đại bá của hắn chu trường ít ngang nhau tu vi tồn tại, cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng, ai lại dám tin tưởng. Thiên tinh lệnh là thuộc về ta đấy, ai cũng không thể đem hắn theo trong tay của ta cướp đi. Trong mắt lóe ra một ít tinh mang, một luồng khí thế đáng sợ bao phủ mà ra, lập tức theo chu động làm trung tâm, phạm vi mấy trượng địa phương chính là một trận cát bay đá chạy. Chỉ dựa vào chỉ là khí thế, là có thể bừa bãi tàn phá tứ phương, thủ đoạn này, trải qua vượt qua rất nhiều hoáng huyết cảnh võ giả tưởng tượng rồi, tôi thể tầng 6 thời điểm, chu động liền đã có lực ép rất nhiều tôi thể tầng 9 võ giả lực lượng, giờ phút này bước vào hoán huyết cảnh giới, chu động lực lượng lại có tăng lên trên diện rộng, chỉ là sức mạnh thân thể thì đến được rồi khủng bố 20 mã lực, trải qua đủ để ngang hàng một ít tôi thể tầng chín võ giả. Một khi bộc phát, nguyên lực trong cơ thể, một quyền đủ để oanh ra gần 40 mã lực, cái này hầu như trải qua vượt qua thối thể cảnh võ giả cực hạn, đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Bây giờ là thời điểm đi trở về. 20 ngày đã qua, lại là đã đến cùng đại bá của hắn ước định cuộc sống đại bá hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn sai lầm tốt bằng chu động lúc này trí tuệ làm sao có thể đủ không rõ nhà mình đại bá cùng cái kia chu trường nhân trong lúc đó có cái gì đó nhận không ra người chuyện ấn ở bên trong còn có cái kia chu trường nhân phụ tử cũng là thời điểm với các ngươi tính toán nợ cũ rồi dám phái sát thủ để đối phó hắn việc này sẽ không cứ như vậy được rồi đấy cầm lấy một bên hổ khiếu đao chu động bước chân một bước, liền ra khỏi sơn động, còn bên trong hang núi những cái này gia thú, chu động lại là không có đi động, thu hết rồi một đám người áo đen tùy thân tiền tài sau đó, trên người mặc mấy vạn kim phiếu chu động cũng cũng coi là một thổ hào rồi, tất nhiên là không cần lao tâm lao lực đi buôn bán gia thú, vì tiền tài bôn ba rồi. Lúc đến, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ trêu chọc không thể trêu chọc đối tượng, dẫn đến đã chết hồn tiêu, giờ phút này Tu Vi tiến nhanh, Chu Động lộ ra nhưng đã không có nhiều như vậy băng khoăn. Bước vào hoán huyết cảnh giới hắn, ở tôi thể cảnh giới, tuyệt đối cũng coi là vô địch vương giả. Bất kể là trong lúc này hạ vị hung thú, hay vẫn là thượng vị hung thú, không một là hắn một quyền đối địch, ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian. Chu Động trải qua đi ra mấy trăm dặm địa phương, hắn giờ phút này cử ly này hung thú dãy núi biên giới địa phương, trải qua chưa đủ ba mươi dặm địa phương, bỗng nhiên Chu Động bước chân một trận hơi nhướng mày, lại là hắn phát giác được đang có một đám người hướng hắn bên này vội và chạy đến, bọn họ từng cái từng cái bộ pháp nhẹ nhàng, bước chân vững vàng, hiển nhiên đều là thực lực không kém võ giả. Những này là người nào? Trong mắt nghi hoặc lóe lên, chu động bước chân liên tục, tiếp tục hướng hung thú dậy núi bên ngoài mà đi. Chỉ cần những người này không phải có ý đồ với hắn, quản bọn họ là tu vi gì. Ồ, kỳ quái, những người này hẳn là hướng về phía ta đến hay sao? Rất nhanh, Chu Động liền phát hiện rồi không đúng, hắn vừa mới rẽ vào cái uống công, đám người kia cũng lập tức vòng vo cái phương hướng, hừ, hy vọng các ngươi không muốn tự tìm đường chết, bằng không nơi đây chính là các ngươi nơi tán thân. Hừ lạnh một tiếng, Chu Động lập tức lại là một cái nghiêng người, hắn nghiêng người đi ra không bao xa, liền phát hiện người sau lưng cũng điều chỉnh phương hướng, hắn lúc này, ở đâu vẫn không rõ những người kia là vì mình mà đến. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào dám có ý đồ với ta. Kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ cần không phải đăng thiên cảnh cao thủ tuyệt thế ra tay, chu động hắn không sợ bất luận kẻ nào, bước chân dừng lại, hắn liền ngừng lại chỗ đó. Rất nhanh, ở một trận tiếng bước chân dồn dập về sau, một đám người xuất hiện ở chu động trước mặt, lão tổ tông, chính là hắn cướp đi chúng ta trần gia xích huyền kim nhân sâm. Một người tuổi còn trẻ bóng người vượt ra khỏi mọi người, chỉ vào chu động nói người này không phải người khác đúng là không lâu vừa mới bị chu động thả một con đường sống trần gia huy con đường võ đạo gặp ghềnh gian nguy nguy nan tần tần hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu nhân từ nương tay tuyệt đối là không được a à. chu động trong mắt hàng quan lóe lên cái này trần gia huy thế nhưng mà thật sâu cho hắn lên bài học may mà hôm nay tới cũng không hề bước lên đăng thiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế bằng không hắn sợ là nguy vậy thế nhưng mà nữ thần may mắn không có thể mỗi một lần đều sẽ chiếu cố chính mình, muốn là bởi vì chính mình mềm lòng mà để cho mình rơi vào tình thế nguy hiểm, vậy coi như hối hận thì đã muộn. nhổ có không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc, nhân từ với kẻ địch, cái kia chính là tàn nhẫn với chính mình. không biết các ngươi là như thế nào tìm đến ta sao? trong mắt hàng quan lập lòe, chu động nói ra rồi nghi ngờ trong lòng, hung thú dãy núi liên miên mấy ngàn dặm địa phương, muốn ở trong đó tìm một người. Mặc dù không đến mức nói là mò kim đáy biển, nhưng cũng là thiên nan vạn nan sự tình, có thể xem Trần Gia Huy đám người bộ dạng hoàn toàn giống như là một đã sớm biết hắn nơi ở. Hôm nay ngươi là có chạy đăng trời, ta liền để ngươi làm rõ ràng quỷ, cái bọc kia lấy xích huyền kim nhân xâm tím rung động hộp gỗ dưới đáy có chúng ta Trần gia đặc chế tử lăng phấn, chỉ cần chúng ta cùng ngươi cách xa nhau ở ngàn dặm ở trong, chúng ta liền có thể thông qua bí thuật tìm được ngươi giờ phút này Trần Gia Huy là như vậy hăng hái, cùng trước đó đau khổ cầu xin tha thứ hắn, hoàn toàn chính là phái như hai người. Tử lăng phấn. Nỉ non một tiếng, móc ra trong ngực tím trung động hộp gỗ nhìn lên, phát hiện ở cái hộp dưới đấy quả nhiên bám vào lấy từng viên một thật nhỏ màu tím bột phấn, nếu như không tỉ mỉ tâm tra nhìn, thật sự chính là rất dễ dàng bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn xem chu động trong tay tím trung động hộp gỗ, trần gia huy một bên một vị tóc trắng hạt nhang lão già lập tức chính là hai mắt sáng ngời tách ra từng tia từng tia nóng bỏng ánh sáng người này không phải người khác đúng là trần gia lão tổ tông cũng là trần gia hiện nay người mạnh nhất trần thiên vọng rồi trần gia có thể theo một người bình thường gia tộc phát triển đến nay đứng hàng đại thạch thành tứ đại gia tộc hàng ngũ trần thiên vọng có thể nói là không thể bỏ qua công lao xích huyền kim nhân sâm là vốn là lão tổ bất kể là ai cũng không thể bắt hắn cho cướp đi. Trần Thiên Vọng trong lòng hiện qua một ít tinh mang, sống được càng lâu lại càng là sợ chết, lời này một điểm không giả, thối thể cảnh võ giả, tuy rằng so với người bình thường muốn tới trường thọ, thế nhưng 120 năm đã là cực hạn của bọn hắn, Trần Thiên Vọng năm nay trải qua 105 tuổi. Nếu như không thể đúng lúc đột phá bước vào đăng thiên cảnh giới, hắn căn bản là không mấy năm sống đâu rồi, có thể hắn bây giờ tình trạng cơ thể, nghĩ dựa vào chính mình khổ tu đến đột phá. Cái kia tỷ lệ thật sự là thật quá thấp, hầu như là chuyện không có thể. Mà đã có xích huyền kim nhân sâm nhưng là khác rồi, ăn rồi xích huyền kim nhân sâm sau đó, tuổi thọ lập tức tăng vọt nửa cái giáp, không chỉ có như vậy, còn có thể điều dưỡng thân thể của hắn, bổ sung dần dần tiêu tán sinh cơ, mà hắn sợ dĩ khó có thể làm ra đột phá, không phải cảnh giới của hắn cảm ngộ không đủ, chỉ là hắn tuổi tác đã cao, sinh cơ dần trôi qua, không đủ để để cho thành công đột phá, một khi để cho điều chỉnh trạng thái, khôi phục đến đỉnh phong xu thế, đột phá tới. Đăng thiên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, đối với cái này xích huyền kim nhân sâm, trần thiên vọng đó là tình thế bắt buộc. Tiểu bối, giao ra xích huyền kim nhân sâm, sau đó ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có thể bổn tọa còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Trần Thiên Vọng ở trên cao nhìn xuống nhìn chu động nhìn một chút, đạo, Tuy nhiên trải qua theo tầng tôn trần gia huy trong miệng biết rồi chu động bất phàm, nhưng mà hắn còn không có cầm chu động để ở trong lòng, chỉ là một vị tôi thể tầng chính võ giả trong mắt hắn cũng chính là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng hắn là một chân bước vào đăng thiên cảnh nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, cùng phổ thông tôi thể tầng chính võ giả có thế là có thêm bản chất khác nhau. Dù là hắn lúc này bởi vì tuổi tác đã cao, thân thể dần dần đi xuống dốc, chiến lực có chỗ hao tổn cũng giống như vậy, Huống Chi, lần này để bảo đảm không sơ hở tí nào, bọn họ Trần gia có thể nói là cao thủ ra hết, ngũ đại tôi thể tầng chín đại trưởng lão, ngoại trừ một người lưu thủ bên ngoài, còn lại ba cái thế nhưng mà đều đã đến nơi đây. Mặt khác một vị đại trưởng lão trải qua vẫn lạc tại cái kia xích huyền kim nhân xâm thủ hộ hung thú hai cánh ma vân hổ lợi trảo phía dưới, trừ. Lần đó ra, còn có hơn 20 vị tôi thể tầng 8 võ giả. Nhiều như thế cao thủ chém giết một vị tần chính võ giả, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 28 Giết ngược Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 28 Giết ngược giao ra xích huyền kim nhân sâm, còn để cho ta bó tay chịu trói. Nỉ non một tiếng, chu động mày kiếm dựng lên, hiện qua một ít khinh thường, người trước mắt là không có tỉnh ngủ đây, vẫn là ở mở to mắt nói nói mớ đây, nói như vậy đều nói được. Bộp một tiếng, trong tay tím trung động hộp gỗ bị mở ra, một cái hình người lão sâm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem cái kia xích huyền kim nhân sâm Trần Thiên Vọng trong mắt tràn đầy nóng bỏng màu sắc, đây chính là hắn có thể không thuận lợi đặt chân đăng thiên cảnh máu chốt a. Lập tức cho chu động một cái tính toán tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt, dưới cái nhìn của hắn, chu động cái lúc này lấy ra xích huyền kim nhân sâm nghĩ đến là trải qua nhận rõ tình thế chuẩn bị ngoan ngoãn giao ra bảo vật rồi tiểu tử chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra cái này xích huyền kim nhân sâm ở thề vĩnh viễn thuần phục chúng ta trần gia bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết tôi thể tầng chính đại cao thủ bọn họ toàn bộ trần gia cũng không có mấy vị nếu như có thể bởi vậy vì gia tộc gia tăng một vị mạnh như thế người đó cũng là một cái không nhỏ trợ lực xích huyền kim nhân sâm ngay ở chỗ này nói muốn liền chính mình tới bắt chu động lời ấy lớn ra trần thiên vọng tâm ý liệu trước mắt tiểu tử này đã là cái kia cái thớt gỗ trên thịt mỡ tùy ý chính mình sâu xé như thế nào còn dám cùng chính mình nói như vậy điều này thật sự là có chút không đúng a à? không xem qua bên trong nghi hoặc rất nhanh sẽ bị phẫn nộ thay thế tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a à? ta rượu gì đều uống qua nhưng không có uống qua phạt rượu hôm nay cũng muốn nếm thử cái này phạt rượu rốt cuộc là gì tư vị tiểu tử cơ hội cho ngươi ngươi nhưng lại không biết quý trọng vậy coi như trách không được bổn tọa ra tay ác độc vô tình lên cho bổn tọa cầm xuống tiểu tử này ra lệnh một tiếng trần thiên vọng lại là không có tự mình động thủ cao thủ tự nhiên có cao thủ phong độ dưới cái nhìn của hắn chỉ bằng vào hắn một ít thủ hạ là có thể giải quyết rồi trước mắt tiểu bối này căn bản là không cần hắn tự mình động thủ trần thiên vọng vừa dứt lời một đạo nhân ảnh liền từ sau người tránh đi qua người này đi không phải thẳng tắp mà là không hề quy tắc đường vòng cung tự như một cái chính đang săn mồi hung mảnh độc xà giống như vậy hướng chu động lộ ra răng nanh sắc bén nếu như giờ phút này có đại thạch thành mặt khác mấy gia tộc lớn người ở nhất định sẽ hô to một tiếng đây là trận gia trấn tộc tuyệt học cửu chuyển linh xà bước tục truyền tu luyện cái này cửu chuyển linh xà bước cần thiết đem thân thể luyện được giống như linh xà giống như mềm dẻo trong đó thống khổ, tuyệt đối là vượt qua thường nhân ý nghĩ giống như toàn bộ trần trong nhà, chỉ có năm vị đại trưởng lão bên trong Trần Huyền Phong đại trưởng lão tu luyện thành công, rất hiển nhiên. Cái này trước tiên thẳng hướng chu động chu động người đúng là cái kia đại trưởng lão Trần Huyền Phong. Tốc độ còn có thể, nhưng đáng tiếc khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tu luyện rồi đại vô lượng tinh thần chân kinh sau đó chu động, cảnh giới trải qua xa xa vượt quá thối thể cảnh võ giả ý nghĩ giống như cái này cửu chuyển linh xà bước ở trong mắt người khác đó là tinh diệu vô cùng có thế ở chu động xem ra lại là sơ hở rõ ràng trần huyền phong cửu chuyển linh xà bước nhìn như là không có dấu vết mà tìm kiếm công kích mau lẹ thật ra mỗi một lần chuyển hướng đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt dừng lại cái này từng tiêm một dừng lại đủ để đã muốn cái mạng nhỏ của hắn khi cái kia trần huyền phong khoảng cách chu động còn có ba bước xa thời điểm chu động chuyển động bóng người lóe lên cũng không sử dụng hổ khiếu đao bàn tay chập ngón tay lại như dao một cái cổ tay chặt thẳng đến trần huyền phong ngực răng rắc một tiếng xương ngực đứt gãy đáng sợ lực lớn trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào làm vỡ nát trần huyền phong trái tim lập tức liền chết không thể chết lại chết một cái cổ tay chặt đuổi chết rồi trần huyền phong sau đó chu động xu thế không giảm đối với trần huyền phong phía sau hai vị trần gia đại trưởng lão chính là hai quyền gần như 40 mã lực khủng bố lực lớn bao phủ mà qua, hai người gần kề chỉ là phổ thông tầng 9 võ giả, một kích toàn lực cũng chính là có thể đánh ra 20 mã lực mà thôi, làm sao có thể đủ ngăn cản khủng bố như thế một kích. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, hai vị đại trưởng lão trong nháy mắt gục bay mà đi, ngã sắp xuống ở ngoài mấy chục thước, run rẩy rồi hai cái, liền bước cái kia Trần Huyền Phong theo gót. Sao? Làm sao có thể? ngươi. Ngươi làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Nói thì dài dòng, thật ra cái này gần kề chỉ là ở ngay lập tức chuyện giữa, Trần Thiên Vọng căn bản là không kịp cứu viện Trần Huyền Phong ba người, nhìn xem Trần Huyền Phong các loại ba đại trưởng lão thi thể, Trần Thiên Vọng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Theo bản lãnh của hắn, tuy rằng có thể chém giết được rồi Trần Huyền Phong ba người, thế nhưng tuyệt đối làm không được như người trước mắt như vậy nhẹ nhõm, một cái không tốt thậm chí càng trả giá một ít tiểu đánh đổi dù sao hắn chỉ là nửa bước đăng thiên cảnh cũng không phải cái kia trải qua bước lên đường lên trời đăng thiên cảnh cao thủ trần thiên vọng thoáng cái rơi vào ngu ngơ bên trong chu động cũng sẽ không vì vậy mà dừng tay trực tiếp liền dết nhập một đám trần gia võ giả bên trong tôi thể tầng 9 đại trưởng lão cũng không phải chu động hợp lại đối địch huống chi là mấy cái này tầng tám võ giả chu động giống như mảnh hổ xuống núi giống như vậy ở bầy cừu trong không ngừng bừa bãi tàn phá cua múa lấy lợi trảo răng nanh, bóng người liên tiếp chấp động, a a a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Không tốt. Mọi người trước khi chết cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, rốt cục để Trần Thiên Vọng hồi phục thần trí, thế nhưng mà đã là hối hận thì đã muộn, giờ phút này, trong tràng, trừ hắn ra, cũng là chắc trai hắn Trần Gia Huy còn có thể thở phì phò, hắn người hắn đã lần lượt rơi xuống địa phủ, cũng không phải cái này Trần Gia Huy như thế nào lợi hại, hắn mặc dù có thể còn sống, chỉ là Chu Động không muốn sớm như vậy giết hắn đi mà thôi, phải biết rằng Chu Động tuy nói đã đoạt hắn xích. Huyền Kim Nhân Sâm, thế nhưng trên đại thể mà nói, đối với hắn vẫn có lấy ân cứu mạng, nếu như không phải Chu Động mà nói, giờ phút này hai người bọn họ huynh mùi, sợ là cũng sớm đã đã chết tại vương gia ám vệ tàn sát dưới đau rồi, nhưng hắn ngược lại tốt, không cảm ơn không nói. Ngược lại kính xin gia tộc tiền bối đến cướp giết cho hắn tuyệt đối là một lòng lan dạ sói hạng người, như như vậy vong ân phụ nghĩa đồ vô sĩ, cứ như vậy giết hắn đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Đáng chết, ngươi thật là đáng chết a. À. Nghiến răng nghiến lợi đồng thời, Trần Thiên Vọng trong lòng đang chảy máu, mỗi một vị tầng tám võ giả, đối với bọn hắn Trần Gia mà nói, đều là trụ cột vững vàng, mà như Trần Huyền Phong các loại tầng chính đại trưởng lão, cái kia càng là bọn họ Trần Gia đặt chân gốc trễ, mỗi tổn thất một vị, đối với bọn hắn trần gia mà nói đều là một cái tổn thất không nhỏ thậm chí đủ để dao động bọn họ trần gia căn bản hôm nay ngược lại tốt ba vị đại trưởng lão cùng với hơn hai mươi vị tần tám dài lão chấp sự tất cả đều chôn cất nơi đây thoáng cái liền đi bọn họ trần gia hơn nửa lực lượng kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết các ngươi nếu dám đến cướp giết ta liền phải làm tốt bị giết giác ngộ khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối hôm nay bổn tọa định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lửa giận trong lòng trải qua để Trần Thiên Vọng đã mất đi lý trí, bằng không hắn giờ phút này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền cùng chu động quyết tử một trận chiến, nhìn chu động cái kia dễ dàng liền giải quyết bọn họ trần gia rất nhiều tầng 8, tầng 9 võ giả, liền không khó nhìn ra hắn cũng không phải phổ thông tôi thể tầng 9 võ giả, tối thiểu cũng là cùng hắn giống như nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, theo hắn dần dần đi xuống dốc tình trạng cơ thể chống lại ngang. Cấp cao thủ, thường thường là một bại nhiều thắng ít cục diện, mà tổn thất lượng lớn cao thủ trần gia thế nhưng mà rốt cuộc không chịu nổi dày vò, một khi hắn vị lão tổ tông này xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, bọn họ trần gia sợ là liền muốn giữ nhiều lành ít rồi, những năm gần đây, trần gia mãnh liệt phát triển đồng thời, thế nhưng đắc tội không ít thế lực, chỉ là bởi vì trần gia thế lớn, bọn họ chỉ có thể không biết làm sao nhẫn nại, nếu như trần gia xuất hiện cái gì đó lớn biến cố, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha cái này một cơ hội ngàn năm một thuở. Không chỉ có như vậy, chính là vương gia các loại ba gia tộc lớn, cũng vạn vạn sẽ không bỏ qua trận gia cái này vừa đến miệng thịt mỡ. Âm vang. Một tiếng ngâm khẽ, trong tay thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, tiểu tử, cho bổn tọa chết đi. Trong cơ thể hàng băng nguyên lực vận chuyển, trường sa màu trắng vô phong mà động, bên ngoài cơ thể hiện ra màu trắng hàng băng khí lưu đến, làm cho phạm vi hơn một trượng địa phương nhiệt độ chợt hạ xuống thân là một chân bước vào đăng thiên cảnh hắn trong lúc mơ hồ trải qua nắm giữ đăng thiên cảnh cao thủ vài phần thủ đoạn chợt dậm chân cả người giống như phiêu hồng giống như cầm tung mà ra trong tay thanh phong kiếm rất nhanh mang theo đầy trời bóng kiếm chết đi thiên kiếm sát không có bất kỳ thăm dò vừa lên đến chính là sát chiêu thiên kiếm sát ở đằng kia thoáng như ngàn vạn lợi kiếm công kích phía dưới giống như tôi thể tầng chính võ giả căn bản là chống đỡ không được mấy hơi, cũng sẽ bị kiếm kia mạng cho cắt thành mảnh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 29 Bạo Nguyên đang. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 29 Bạo Nguyên đang suy 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 Không khí bị trong nháy mắt mở ra, hàng quang lạnh thấu xương thanh phong kiếm tầng tầng lớp lớp, mang theo đầy trời bóng kiếm, hư, so với ta tốc độ, quả nhiên là không biết sống chết. Tật phong bộ trải qua một tầng phong tốc cảnh đại thành chu động, đơn thuần tốc độ, tại đây thối thể cảnh bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, một tiếng tiếng hổ gầm vang lên, hổ khiếu đau ra khỏi vỏ, phá cho ta. Chợt quát một tiếng, hổ khiếu đau liên tiếp, trong lúc nhất thời, ánh đau đầy trời, hình thành một đạo đáng sợ đau màng. Rầm rầm rầm. Ánh đao cùng bóng kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt, đao kiếm giao nhau thanh âm, liên tiếp, một cổ kinh khủng khí bạo bao phủ mà ra, theo hai người làm trung tâm, phạm vi mấy trường địa phương hiện lên một ngọn gió loạn lưu, tôi thể tầng bảy võ giả không nghĩ qua là đi nhầm vào cái kia gió loạn lưu bên trong, sợ là từng phút đồng hồ cũng sẽ bị đáng sợ kia đao gió cho cắt chém thành mảnh vỡ, chết không có chỗ chôn, chiến đấu dư âm còn như vậy, hai người đáng sợ có thể thấy được chút. Ít. Âm. Lại một lần nữa đao kiếm đụng nhau, không biết rõ giao thủ bao nhiêu lần chu động cùng Trần Thiên Vọng cuối cùng là phân ra. Giờ phút này chu động, ngoài trừ khí tức có chút thoáng dồn dập bên ngoài, cũng không hề biến hóa quá lớn, trái lại cái kia Trần Thiên Vọng, sớm đã không còn nửa lúc trước tiêu sái, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo móc một vệt máu, mặt trường bạo trách mướt hiển nhiên phen này đánh nhau chết sống, để cho bị thiệt thòi không nhỏ. Sao? Làm sao có thể, đau của ngươi nhanh chóng làm sao có thể còn nhanh hơn ta. Dẹp loạn rồi một chút hỗn loạn nội tức sau đó, Trần Thiên Vọng nhìn về phía Chu Động trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, phải biết rằng hắn am hiểu nhất đúng là khoái kiếm rồi, toàn bộ đại thạch thành bên trong, kiếm của hắn nhanh chóng nhận thứ hai, sợ là không có người nào dám nhận thứ nhất, tuy rằng cũng có chút người, phá hắn một chiêu này thiên kiếm sát, thế nhưng thường thường đều là ý vào sức mạnh mạnh mẽ theo lực phá đi, như Chu Động như vậy, dùng nhanh hơn đau nhanh chống phá hắn chiêu này thiên kiếm sát, lại là mấy chục năm qua đầu một chiêu. Hừ hừ. Nghe vậy, chu động ánh mắt lộ ra từng tia từng tia khinh thường, tu vi đột phá tới tôi thể cảnh giới tầng 7, hắn tật phong bộ tuy rằng vẫn không có đột phá tới hai tầng phong tốc cảnh, thế nhưng cũng có không nhỏ đề cao. Vừa rồi hắn, nhưng cũng không có sử dụng toàn lực, gần kề chỉ là phát huy rồi 8 tầng tốc độ mà thôi, thật vất vả gặp được một cái ra dáng đối thủ chu động cũng không muốn liền dễ dàng như vậy kết liễu hắn những ngày này hắn tuy rằng cũng cũng coi là thân kinh bách chiến thế nhưng trên cơ bản đều là cùng hung thú tại chiến đấu cùng nhân loại cao thủ ở giữa tranh đấu lại không có bao nhiêu cái này trần thiên vọng đối với hắn mà nói nhưng là một cái không sai bồi luyện trần thiên vọng là người phương nào trần gia lão tổ tông đại thạch thành năm đại cường giả một trong lúc nào bị người như vậy khinh thị qua vừa mới khôi phục một điểm lý trí lập tức lại bị hừng hực lửa giận bao phủ tiểu bối chết đi cho ta phẫn nộ quát một tiếng một kiếm phá tâm trần thiên vọng bóng người tung bay tốc độ mau kinh người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở chu động trước mặt thanh phong kiếm mũi kiếm khẽ động một đạo chướng mắt ánh sáng trắng bắn nhanh ra không tốt là kiếm khí nhìn xem cái kia bắn như điện mà đến ánh sáng trắng chu động không khỏi chấn động, kiếm khí đây chính là trong truyền thuyết đăng thiên cảnh võ giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn, cái này Trần Thiên Vọng ở thối thể cảnh là có thể thả ra kiếm khí, thật sự là có chút vượt quá hắn tâm ý liệu. Ở ánh sao tôi thể phía dưới, chu động thân thể trải qua có thể so với bách luyện tinh binh, thế nhưng cũng không dám dùng thân thể máu thịt đối kháng kiếm khí, một khi kiếm khí nhập vào cơ thể, hắn liền tính là không chết, cũng phải bản thân bị trọng thương. Tật phong bộ đến tận đây sống còn thời khắc, Chu Động cũng không kịp nhớ có chỗ giữ lại, Tật Phong bộ tốc độ toàn bộ triển khai, ở cái kia kiếm khí khó khăn lắm tới người trước đó, lách mình tránh ra cái gì đó, điều đó không có khả năng. Nhìn xem Chu Động cứ như vậy tránh thoát chính mình tất sát một chiêu, Trần Thiên vọng trong mắt tràn đầy kinh hãi, một kiếm phá tâm thế nhưng mà hắn sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí không chỉ có uy lực kinh người, càng làm cho người phòng vô ý phòng nhưng hắn là dùng một chiêu này âm vết không ít ngang cấp cao thủ. Lão gia hỏa, rõ ràng ở thối thể cảnh là có thể phóng xuất ra kiếm khí, ngược lại là có chút môn đạo, nhưng mà nghĩ muốn giết ta, có thể còn kém một ít. Chu động ánh mắt lạnh như băng đảo qua trần thiên vọng, nếu như ngươi không có những khả năng khác mà nói, ta muốn phải tiễn ngươi lên đường rồi. Cho tới bây giờ, chu động lại là không muốn ở cùng cái này trần thiên vọng chơi tiếp tục rồi. Tiểu tử, đây đều là người ta đấy. Trần Thiên vọng mặt tái nhợt trên má hiện qua một ít tàn nhẫn, kiếm khí chính là đăng thiên cảnh võ giả mới có thủ đoạn, hắn tuy rằng may mắn lĩnh ngộ kiếm khí, cho dù còn lâu mới có thể như đăng thiên cảnh võ giả giống như tùy ý phóng thích kiếm khí, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí trải qua để cho tiêu hao không ít nguyên lực, huống chi, trải qua qua tuổi trăm tuổi hắn, thân thể sớm cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, thể lực so về lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng mà kém không chỉ một bậc theo hắn hiện tại tình huống nếu là không có cái gì khác thủ đoạn chống lại cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao chú động đây tuyệt đối là chỉ có một con đường chết điểm này trần thiên vọng trong lòng tự nhiên nắm chắc tay vừa lộn một viên anh đào lớn nhỏ màu đỏ như máu đang dược xuất hiện ở trên tay của hắn xem trong tay cái kia huyết sắc đang dược trong khoảng thời gian ngắn trần thiên vọng trong mắt lóe ra một chút do dự viên thuốc này tên là bạo nguyên đan một khi dùng có thể ở một nén nhang ở trong khiến người ta bất kể là lực lượng tốc độ hay vẫn là nguyên lực trong cơ thể, đều sẽ tăng phúc ba tầng nhiều, một vị tầng 8 võ giả ăn bạo nguyên đang sau đó, chiến thắng thậm chí là chém giết một vị tầng 9 cao thủ cũng không phải khó khăn dường nào sự tình, tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến, tuyệt địa phản kích không chọn cách thứ hai. Mọi việc có lợi thì có tệ, cái này bạo nguyên đang hiệu dụng kinh người không giả, thế nhưng hắn tai hại cũng là không nhỏ, một khi ăn, tu vi rút lui một cảnh giới lớn không nói kế tiếp trong vòng nửa năm, đều sẽ rơi vào suy yếu kỳ, toàn thân chiến lực 10 không còn một. Mà cái này so sánh với những võ giả khác đến, Trần Thiên Vọng càng là thê thảm, qua tuổi trăm tuổi hắn, cũng sớm đã là tuổi thọ dần tận, toàn bộ nhờ toàn thân Tu Vi nỗ lực chèo chống, một khi Tu Vi rút lui một cảnh giới lớn, còn sót lại vài năm tuổi thọ hắn, sợ là không đến một tháng sống đầu rồi. Nhưng mà rất nhanh Trần Thiên Vọng trong mắt một chút do dự, liền biến mất đi hết mà chuyển biến thành chính là một ít kiên định, phục đan, còn một tháng nữa sống đầu, không phục đan, sợ là lập tức sẽ chôn cất nơi đây, chỉ cần không phải đầu bị con lừa cho đá, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa ta cũng không phải là không có một chút hy vọng sống, chỉ muốn chém vết rồi tiểu tặc này, đoạt lại này xích huyền kim nhân sâm, cái kia hết thảy đều có thể cứu vãn. Nhớ tới chu động trong ngực xích huyền kim nhân sâm, Trần Thiên Vọng lại không cái gì xoắn suýt có xích huyền kim nhân xâm vì đó tăng thêm nửa giáp tuổi thọ, hắn không chỉ có sẽ không bởi vì tuổi thọ khô kiệt mà đã chết, thậm chí sinh thời, còn có nhìn qua bước vào đăng thiên cảnh giới. Tay vừa lộn, màu đỏ như máu bạo nguyên đang bị hắn nuốt vào trong miệng, bạo nguyên đang vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt, một luồng khí thế đáng sợ theo trần thiên vọng làm trung tâm, bừa bãi tàn phá mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi mấy trường địa phương, màu trắng băng lưu bắt đầu khởi động, nhiệt độ chợt hạ để cả người hắn liền giống với là đến từ cái kia nơi cực hàng giống như ma thần, giữ tận đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 30 Người đi được rồi ư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 30 Người đi được rồi ư nhìn xem khí thế tăng vọt Trần Thiên Vọng, chu động khuôn mặt lộ ra một tiên ngưng trọng, ăn rồi bạo nguyên đang sau đó Trần Thiên Vọng, không chỉ có toàn thân thương thế tận càng, thậm chí toàn thân thực lực tăng vọt ba tầng nhiều, trong lúc mơ hồ trải qua cho chu động một loại khí tức nguy hiểm, là hắn bình sinh vẻn vẹn gặp kinh địch. Tiểu tử, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ. Vô tận sát ý, giống như cái kia nước sông cuồn cuộn giống như vậy, ở trần thiên vọng trong lòng không ngừng bắt đầu khởi động, là tiểu tử đáng chết này, cướp đi vốn thuộc về hắn xích huyền kim nhân sâm, lại là tiểu tử đáng chết này, thoáng cái dết chóc rồi bọn họ trần gia hơn nửa cao thủ để bọn họ Trần gia có phá vỡ nguy hiểm, hay vẫn là tiểu tử đáng chết này, trọng thương chính mình, để cho mình không thể không ăn cái kia bạo nguyên đan, liều chết một trận chiến. Vốn theo tình huống thân thể của hắn, chỉ cần đã uống xích huyền kim nhân sâm, bổ túc rồi sinh cơ, hắn có rất lớn nắm chắc trùng kích bình cảnh, một lần hành động bước vào đăng thiên cảnh giới, thế nhưng mà hắn giờ phút này, dù là sau đó đã uống xích huyền kim nhân sâm, có thể không ở sinh thời bước vào đăng thiên cảnh giới đều là một cái không thể biết được. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người mà nói, giờ phút này chu động sợ là đã bị hắn cho chém thành muôn mảnh rồi. Ít nói nhảm, muốn tánh mạng của ta, liền xem bản lãnh của ngươi rồi. Chu động lông mày nhíu lại, tranh đấu tương đối nói, lúc này Trần Thiên Vọng là mạnh mẽ, nhưng mà hắn chu động cũng không phải ngồi không, ai thua ai thắng còn còn chưa thể biết được, huống chi như như vậy dùng đang dược tăng lên công lực cùng dùng bí pháp tăng lên chiến lực không có bao nhiêu khác nhau đều có trong lúc nhất thời hạn chế không thể lâu dài nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cười ra tiếng cười lạnh một tiếng trần thiên vọng không chần chờ nữa ưỡng một cái trong tay thanh phong kiếm liền hướng chu động nhảy tới bạo nguyên đang thời gian có hạn chỉ có thời gian một nén nhang một nén nhang trong thời gian nếu như không thể giải quyết đối phương vậy hắn Trần Thiên Vọng có thế cũng chỉ có mặt người chém giết phần rồi. Chịu chết đi, thiên kiếm sát. Quát lên một tiếng lớn, Trần Thiên Vọng trong nháy mắt, bổ ra vô số ánh kiếm, đạo đạo đáng sợ dòng nước lạnh lập tức bừa bãi tàn phá mà ra, phạm vi mấy trượng chi nhiệt độ chợt hạ xuống, nổi lên đạo đạo hơi nước. Giờ phút này thiên kiếm sát so sánh với trước đó đến, thoáng cái sắp rồi mấy trù không chỉ, không chỉ nói giống như tầng chính võ giả, chính là cùng Trần Thiên Vọng giống như nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ, hơi không cẩn thận, rơi vào vô tận ánh kiếm bên trong, không chết cũng cần phải trọng thương không thể. Hừ, đến hay lắm. Đối mặt cái kia đón đầu tráo đáng sợ hơn màn kiếm, chu động hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Trần Thiên Vọng thanh phong kiếm nhanh như ti chớp, chu động hổ khiếu đao cũng là không kém chút nào, đã không còn chỗ giữ lại chu động, nhanh như gió giật, trong chốc lát, ánh đao lập lòe hóa thành một đạo đao màng rầm 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 đao qua kiếm lại một hơi trong lúc đó hai người cũng đã giao thủ mấy chục hiệp tốc độ cực nhanh cách đó không xa trận gia huy căn bản là thấy không rõ động tác của hai người ở tại trong mắt chỉ thấy hai đạo bóng đen đang không ngừng va chạm phanh một tiếng trọng kích không biết rõ giao thủ nhiều ít ở dưới hai người rốt cục phân ra chỉ thấy lúc này chu động cũng sớm đã không còn nữa trước đó tiêu sái ung dung, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng xám, khí tức hỗn loạn, toàn thân trường bào màu đen trách mướt, hắn trên có loan lỗ vết máu, cũng không biết là chính bản thân hắn hay vẫn là Trần Thiên Vọng, cũng hoặc cả hai đều có A. chu động chật vật không chịu nổi, thế nhưng so sánh với Trần Thiên Vọng đến, lại là tốt hơn không ít, chỉ thấy lúc này Trần Thiên Vọng không ngừng dập đầu lấy máu tươi, mặt trường bào trải qua hoàn thành một mảnh dài hẹp vải, so về tên khất cái kia giả vờ đến trả muốn như trang phục ăn mày, đạo đạo máu tươi dàn dù vết đau, lúc ẩn lúc hiện, lộ ra nhưng đã bị nội thương không nhẹ. Ngươi! Ngươi như thế nào? Làm sao có thể có tốc độ như vậy cùng lực lượng? Dồn dập thở phì phò, Trần Thiên Vọng trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ăn rồi bạo nguyên đang hắn, bất kể là tốc độ hay vẫn là lực lượng, cũng đã đề cao lớn, thậm chí có thể nói là trải qua đã vượt qua thối thể cảnh võ giả cực hạn, tại hắn nghĩ đến, chính mình hoàn toàn hẳn là nghiền ép trước mắt tiểu tử mới là, thế nhưng mà sự thật lại là hoàn toàn trái lại, luận tốc độ, đối phương không chút nào lại dưới mình, so sánh lực lượng, đối phương mỗi một đao đều có được 40 mã. Lực, so về hắn đến, đều muốn cao hơn một bậc. Hừ, ngươi không nghĩ tới sự tình có nhiều lắm. Hư lạnh một tiếng đồng thời, chu động trong lòng không khỏi có chút tối tự may mắn, chính mình mỗi đêm đều kiên trì không ngừng tu luyện đại vô lượng tinh thần chân kinh để cho mình đã có được vượt xa ngang cấp võ giả lực lượng nếu không dù là hắn tật phong bộ trải qua đến một tầng phong tóc cảnh cảnh giới đại thành hôm nay sợ là cũng khó trốn bại vong một đường H E -a, A chết đi cho ta không đợi Trần Thiên Vọng đang nói cái gì một cái tật phong bộ trực tiếp lướt qua mười trượng địa phương xuất hiện ở Trần Thiên Vọng ba mét bên ngoài phong lôi sát tiếng sấm nổ mạnh vang vọng chân trời, hổ khiếu đao mang theo khủng bố lôi đình ánh sáng, bắn ra một đạo dài nửa trượng hình cung ánh đao, vạch phá không khí, mang theo một luồng vô cùng khí thế chém bay mà ra, theo một lực bổ hoa sơn xu thế, thề phải cầm trần thiên vọng cho một đao trẻ làm hai. Đây là chu động thành công bước vào hoán huyết cảnh nhất thu hoạch lớn, thể chế trải qua xa siêu việt hơn xa tầng chính võ giả hắn, rốt cục có thể sử dụng tới phong lôi cửu sát thứ nhất sát. Không tốt trần thiên vọng trong lòng ngưng tụ một luồng dự cảm bất tường dâng lên có lòng muốn muốn trốn tránh thế nhưng hắn khí thế đã bị khóa chặt ngoại trừ đối kháng một chiêu này căn bản cũng không có mặt khác lựa chọn tuyết lớn mấy ngày liền đóng băng vạn vật trong cơ thể hàng băng nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động thanh phong kiếm mang theo kiếm ảnh đầy trời a à. trong chốc lát kiếm ảnh đầy trời hóa thành một đạo trượng dài ánh kiếm ánh kiếm chỗ qua chung quanh nổi lên băng sương mù rất nhanh, Trần Thiên vọng phía trước hơn một trượng địa phương, tạo thành một khối băng địa. Phá cho ta. Phong Lôi Cửu Sát, khiến người ta vì đó cảm thấy kinh hãi đáng sợ võ kỹ, dù là giờ phút này Chu Động gần kề chỉ là có thể vận dụng thức thứ nhất, Phong Lôi Sát, cũng đủ làm cho Chu Động đơn giản vượt cấp khiêu chiến, lực lượng tăng gấp đôi, 80 mã khủng bố lực lớn trải qua vượt xa khỏi rồi tầng chín võ giả cực hạn, cho dù là cái kia đăng thiên cảnh cao thủ, đối mặt cái này một khủng bố sát chiêu, sợ là cũng phải vì đó động dung. Trần Thiên Vọng cái này một đống băng vạn vật tuy. Rằng lợi hại, nhưng là muốn chống cự cái này tất sát một chiêu, hay vẫn là chênh lệch một chút. Âm. Màu xanh lam lôi định ánh sáng chỗ qua, trường dài ánh kiếm hóa thành điểm điểm vụn băng, rơi đầy đất. Qua, wow, THOC. Trải qua cắt giảm hơn phân nửa ánh đao màu đỏ không thể mà vào, đáng sợ kinh khí trực tiếp phá hủy rồi trần thiên vọng kinh mạch toàn thân, Loãng xoảng một tiếng trên tay thanh phong kiếm cũng không cầm giữ được nữa rơi xuống trên mặt đất giờ phút này trần thiên vọng tuy rằng không chết thế nhưng kinh mạch toàn thân bị hủy hắn đã cùng phế nhân không khác theo hắn tuổi không còn tu vi kề bên người bạo nguyên đang dược hiệu thoáng qua một cái chính là hắn đã chết thời điếm gian tặc ta ta liền tính toán coi như là là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi qua phoc làm người thời điểm đều không phải là đối thủ của ta huống chi là thành quỷ rồi khinh thường nở nụ cười phàm là võ giả khí huyết như thủy ngân phổ thông quỷ quái còn chưa kịp tiếp cận cũng đã bị võ giả nguyên dương chi hỏa cho đốt thành tro bụi rồi ánh đao lóe lên một viên đầu lâu to lớn lăn xuống trên mặt đất nhìn hắn hai mắt trợn trừng bộ dạng hiển nhiên là chết không nhắm mắt sao làm sao có thể hắn Hắn làm sao có thể so lão tổ tông còn muốn lợi hại hơn? Chu Động chém giết bọn họ Trần gia một đám cao thủ thời điểm, Trần gia Huy trong lúc mơ hồ trải qua cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà hắn cũng không hề như vậy đi thẳng một mạch, dưới cái nhìn của hắn, Chu Động coi như là càng lợi hại, cũng sẽ không là bọn họ lão tổ tông đối thủ, phải biết rằng bọn họ lão tổ tông thế nhưng mà đại thạch thành năm đại cường giả, một chân bước vào đăng thiên cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, nhân vật như vậy khá lại chu động có thể so sánh đấy. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn ra khỏi hắn chỗ liệu, cái kia bị hắn coi là thiên như thần lão tổ tông chẳng những không có vết đối phương, ngược lại đã chết tại đối phương dài dưới đao. Hô! Một trận gió lạnh tập kích qua, Trần Gia Huy toàn thân một cái giật mình, phản ứng lại, hiện tại cũng không phải là sững sờ thời điểm, chạy mau, chỉ có thoát được rất xa, mới có một chút hy vọng sống. Muốn đi? ngươi đi được không? Trần Gia Huy vừa mới quay người lại, vẫn chưa ra khỏi vài bước, ác mộng giống như âm thanh ở tại bên tai vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện